À, có bài thì không. Nhưng mà nhìn chung đã tạo cho chương trình rồi thì phải chạy. Phải chạy nó, và chạy nó thì sẽ xem là nó có đúng yêu cầu hay không. Nếu nó chưa đúng yêu cầu thì phải chỉnh sửa. Thì đấy là quá trình chạy thử. Rất là đơn giản, ở tiểu học chỉ dừng ở mức đó. Thế còn lên đến trung học cơ sở thì chúng ta sẽ có hẳn cái bài ở lớp 8 gọi là gỡ lỗi, và có các kỹ thuật để gỡ lỗi. Thế còn ở tiểu học thì mình chỉ đặt vấn đề đơn giản là thấy nó chưa được thì mình sửa, chạy, sửa, chạy chương trình, khi nào đạt được yêu cầu thì thôi. Thì với các cấu trúc điều khiển ấy, thì trong sách luôn luôn thực hiện theo ba cái bước: từ trực quan sinh động rồi mới đến tư duy trừu tượng, xong rồi mới đưa vào trong ngôn ngữ lập trình. Đầu tiên sẽ luôn minh họa các cấu trúc điều khiển qua hoạt động của đời sống hàng ngày. Ví dụ như một cái cấu trúc tuần tự thì chúng ta có các bước để thực hiện, bước 1, bước 2, bước 3 để thực hiện thay đổi phông chữ, cỡ chữ chẳng hạn. Đấy. Hoặc là chúng ta cũng có thể lấy những cái thao tác rất là đơn giản, hoạt động đơn giản như ở lớp 3 mình đã làm một cái việc như là đánh răng. Thì cũng phải được thực hiện lần lượt từ cái chỗ là chuẩn bị có bàn chải, có kem đánh răng để lấy cái kem vào, sau đó thì chúng ta chải răng xong thì súc miệng, vân vân. Thì tất cả những cái hoạt động của đời sống hàng ngày có ví dụ rất nhiều để minh họa cho cấu trúc tuần tự. Cấu trúc rẽ nhánh như cấu trúc nhạc lặp cũng thế. Thế vậy bước đầu tiên là sẽ lấy ví dụ trong đời sống hàng ngày. Thế sau đó thì khi học sinh đã hiểu được bản chất của cấu trúc điều khiển đó trong hoạt động của đời sống hàng ngày rồi, thì chúng ta sẽ nhận diện cái cấu trúc đó được thể hiện trong một cái chương trình máy tính, chương trình Scratch. Thế và khi có cái chương trình rồi thì chúng ta sẽ nói đến các cái lệnh của ngôn ngữ lập trình mà thể hiện cái cấu trúc đó. Ví dụ như là đối với cấu trúc tuần tự thì chúng ta xếp các lệnh theo thứ tự từ trên xuống dưới. Nhưng mà đối với cấu trúc lặp thì chúng ta có các câu lệnh lặp, có ba cái loại lệnh lặp. Thế đối với cấu trúc rẽ nhánh thì chúng ta lại có hai loại câu lệnh rẽ nhánh. Đấy. Thì đi từ trực quan này, từ thực tiễn này là bước đầu tiên, sau đấy nói đến cấu trúc này. Cấu trúc thì trong đời sống, cấu trúc trong chương trình. Thế và cuối cùng là lệnh của ngôn ngữ lập trình Scratch để nó cụ thể hóa dần là như vậy. Thế thì trong sách giáo khoa chúng tôi xin minh họa vào trang sách để các thầy cô có một cái hình dung rõ hơn. Đây, ở bài cấu trúc tuần tự. Thì khởi động là hoạt động rất quen thuộc, vừa học ở cái phần phía trước về định dạng ký tự, có phông chữ, cỡ chữ, có các bước. Đấy, lần lượt thực hiện bước 1, bước 2, bước 3 thì hoàn thành cái nhiệm vụ đặt ra. Và học sinh có thể kể thêm rất là nhiều các cái hoạt động khác mà thực hiện theo cấu trúc tuần tự. Thế còn khi đi vào cấu trúc trong chương trình thì cũng sẽ có một cái hoạt động mà cộng tác, học sinh hoạt động theo nhóm và các em xếp những cái lệnh này theo một cái thứ tự. Cái thứ tự đó là gì? Thứ tự đó là nó phải thực hiện đúng cái ý tưởng ở phía trên này. À, ý tưởng ở đây là nhân vật mèo xuất hiện trên sân khấu này, sau đó di chuyển 100 bước này, nói xin chào trong 3 giây, rồi mèo kêu meo và nói tiếp rất vui được gặp các bạn. À, như vậy là trong cái ý tưởng này đã thể hiện cái sự lần lượt của các hành động. Nhân vật mèo xuất hiện trên sân khấu thì sẽ là bấm vào nút cờ xanh. Di chuyển 100 bước thì chúng ta có lệnh di chuyển. Nói xin chào thì có lệnh nói trong 3 giây đây. Đấy. Kêu meo meo thì chúng ta có lệnh phát âm thanh. Và nói tiếp rất vui gặp các bạn. Thì thứ tự sẽ là D này, rồi đến C này, rồi đến E này, B và A. Đấy. Thì cái này, các cái lệnh cái ý Recording in là cấu progress. trúc tuần tự trong các cái việc và cấu trúc tuần tự ở trong chương trình. Trong cấu trúc tuần tự thì các việc được thực hiện lần lượt theo thứ tự. Còn trong một chương trình có cấu trúc tuần tự thì các lệnh và khối lệnh hoặc là khối lệnh được lần lượt thực hiện theo cái thứ tự đó. Thế còn phần thực hành ấy thì sẽ có hai nhiệm vụ thực hành. Trong đấy nhiệm vụ thực hành đầu tiên đơn giản là thực hành đúng cái chương trình mà lúc nãy ở hoạt động lý thuyết đã làm. Thế nhưng mà
trong phần thực hành này thì cái cách trình bày của sách sẽ rất là trực quan, là luôn luôn sẽ có một cái bảng hai cột, một bên là hành động, tức là những ý tưởng mà chúng ta mô tả bằng lời, còn một bên là câu lệnh tương ứng. Về sau này lên đến lớp 6 ấy, thì các em sẽ quen với cách trình bày này để các em biết được rằng là à, thuật toán có thể trình bày bằng ngôn ngữ tự nhiên, liệt kê các bước. Thì cái cột ở bên trái là cái cột liệt kê các cái hành động bằng ngôn ngữ tự nhiên. Và sau này lên lên lớp 6, cấp trung học cơ sở cũng sẽ biết đây chính là cách mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nhưng mà lớp 5 thì các em không cần biết điều đấy. Các em chỉ thấy rằng cái cách trình bày nó rất là mạch lạc. Một bên là ý tưởng mà chúng ta mô tả bằng ngôn ngữ thông thường, và một bên là câu lệnh tương ứng ở trong ngôn ngữ lập trình. Như vậy là ở cái thế giới mà học sinh làm việc ở trong máy tính là một cái thế giới ảo, có nhân vật, có sân khấu, và nhân vật sân khấu như vậy là cũng giúp cho các em kể một câu chuyện. Và dĩ nhiên cái câu chuyện đó nếu chúng ta trao đổi với nhau, nói với con người thì chúng ta dùng ngôn ngữ tự nhiên là ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết, nhưng nói với nhân vật thì chúng ta phải dùng ngôn ngữ mà nhân vật hiểu được, thì đấy chính là ngôn ngữ lập trình. Thì đây chính là hai cách thể hiện hai ngôn ngữ khác nhau, một bên là ngôn ngữ tự nhiên và bên kia là ngôn ngữ lập trình, và có một cái sự tương ứng. Thì cái đấy là cái ẩn ý về mặt sư phạm, và nó cũng sẽ giúp cho các em nhận biết được các cái phương pháp mô tả một cách hết sức tự nhiên để hỗ trợ cho cái việc học tiếp tục sau này ở bậc trung học cơ sở. Đấy là nhiệm vụ một. Thế còn nhiệm vụ hai ấy, thì sẽ có một cái kịch bản mà ở đây các thầy cô sẽ thấy rằng là các cái hoạt động nó được lặp lại. Chúng ta có nhân vật di chuyển 10 bước, thay đổi động tác đợi 1 giây. Cái này lặp lại là một cái ẩn ý, đây sẽ là cái tiền đề để chúng ta học tiếp về cấu trúc lặp. Nhưng mà đồng thời nó cũng mang đến cho học sinh một cái lệnh mới, đó là lệnh trang phục kế tiếp. Bởi vì các cái di chuyển của nhân vật ở trên sân khấu ấy, làm thế nào để nó đảm bảo cái tính tự nhiên, thì cái lệnh trang phục kế tiếp này là cho phép thay đổi các hình dạng của nhân vật. Và ở cái lưu ý này là một nhân vật có thể có nhiều trang phục. Đấy, mỗi một cái hình dạng, ví dụ như con mèo, cái chân nó đang co thì nó là một hình dạng, chân duỗi lại hình dạng khác. Và khi chúng ta thay đổi lúc co lúc duỗi, khi mà con mèo nó di chuyển ấy, thì nó tạo lên một cái hoạt hình như là cái nhân vật nó đang đang chạy thật. Đấy. Thì cái sự thay đổi nhiều hình ảnh liên tục nó tạo ra một cái hoạt hình. Thì cái này các thầy cũng biết rồi, ngày xưa chúng ta có cái chương trình 24 hình giây ấy, tức là trong 1 giây mà chúng ta có 24 hình chuyển, gọi là thay đổi liên tục để tạo ra một cái hành động. Thì thực ra nó là sự phân rã của rất nhiều những cái ảnh thành phần thôi. Thì trong ngôn ngữ lập trình, mỗi một nhân vật có nhiều trang phục đấy, và sự thay đổi các trang phục thì nó sẽ tạo lên hệ ứng hoạt hình. Thế và trong cái chương trình thứ hai này ấy, thì liên tục thay đổi các trang phục để chúng ta giúp cho cái nhân vật nó thực hiện cái lệnh di chuyển, vừa di chuyển lại vừa thay trang phục, cho nên là các cái động tác nó sẽ thay đổi. Thế thì bài cấu trúc tuần tự sẽ có một tiết lý thuyết, một tiết thực hành, và chương trình thì cũng rất là đơn giản, có 2 cái chương trình, một chương trình có 5 lệnh, một chương trình có 9 lệnh. Thế và có cái ẩn ý sư phạm là như vậy. Thế dựa trên cái chương trình số 2 về cấu trúc tuần tự thì sang bài cấu trúc lặp. Đầu tiên cũng sẽ là một cái hoạt động trong đời sống hàng ngày. Đây là động tác nhảy với tay đập bóng ở giáo dục thể chất lớp 4 này. Dĩ nhiên là các thầy cô có thể cho các em kể rất nhiều những việc mà lặp lại. Ví dụ như là ở nhà mà giúp bố mẹ nấu cơm, chúng ta phải rửa rau, thì có em thì bảo em rửa nhiều lần lắm, rửa cho đến khi sạch thì thôi. Thế có em bảo em thường là em rửa 3 lần, lặp lại rửa rau 3 lần. Thế ví dụ thế. Hay là các bạn cũng phát hiện ra là 1 tuần thì phải có 5 lần đi đến trường để đi học. Thế còn có bạn thì lại phát hiện là ngày phải ăn 3 bữa. Tất cả những việc đấy là lặp lại. Thì cái hoạt động trong đời sống hàng ngày nó thể hiện cấu trúc lặp cũng rất nhiều. Thế còn đến cái cấu trúc lặp thể hiện trong chương trình thì chúng ta sẽ sử dụng cái chương trình trong cái bài cấu trúc tuần tự. Đấy. Thì chúng ta sẽ phân tích để thấy rằng à, cái khối lệnh này nó lặp lại 3 lần. Thế cho nên là thay vì mình phải viết đến 9 lệnh thì tôi sẽ sử dụng cái lệnh lặp lại 3 lần, và nó làm cho chương trình rất là ngắn gọn. Cái phần lý thuyết về các lệnh lặp thì cũng giới thiệu 3 cái loại lệnh lặp, và cũng có cái giải thích rất là cụ thể. Nhưng mà theo chúng tôi thì đây các thầy cô coi nó như cái cẩm nang ấy, để lúc nào mình cần thì là mình xem thôi. Còn đối với các em học sinh thì không sa đà vào phần lý thuyết này quá, mà hãy cho các em nhận ra các cái câu lệnh này ở trong chương trình.
Thế thì thay vì phải giải thích lý thuyết nhiều thì các thầy cô có thể tạo luôn ba cái chương trình với ba cái loại lệnh lặp khác nhau. Thế ví dụ như là lệnh này lặp 3 lần, thế là nó chạy 3 lần là hết. Thế nhưng mà nếu lặp liên tục thì mãi nó không dừng, phải kích nút đỏ thì nút nút dừng chương trình nó mới dừng lại. Thế còn lặp có điều kiện thì chuột được nhấn thì nó mới dừng. Thì ba chương trình cho chạy thì học sinh sẽ nhìn thấy ngay cái sự khác nhau của ba lệnh lặp. Và trong sách thì chúng tôi cũng dùng ba chương trình để minh họa. Trong đấy có giải thích cái tác dụng, mô tả hoạt động của từng chương trình. Thì cái đó là phần lý thuyết. Với hai cái tiết lý thuyết thì như vậy là chúng ta sẽ có cái phần luyện tập thì cũng chỉ là các cái bài tập để nhận diện ra các cái loại lệnh cũng như là cái tác dụng của từng lệnh thôi. Thế còn đến phần thực hành ấy là có hai tiết thực hành. Thế thì trong hai tiết thực hành này thì chúng ta sẽ tạo ra cái chuyển động hoạt hình, chuyển động liên tục của nhân vật. Và ở đây không dùng mèo nữa, thay đổi nhân vật đi cho nó sinh động, sẽ là một chú vẹt. Và ở trong cái chương trình Scratch thì chú vẹt này cũng có nhiều hình dạng đấy, có cụp cánh này, có xòe cánh ra, thì khi nó bay như vậy nó rất là tự nhiên. Thế và cái hành động của chú vẹt ấy thì sẽ thực hiện bốn cái hành động: di chuyển 10 bước này, vỗ cánh này. Cái vỗ cánh chính là thay đổi động tác, thay đổi động tác đây chính là thay đổi trang phục. Rồi đợi 1 giây, và dĩ nhiên là nếu chạm cạnh sân khấu thì phải bật lại, không có nó bay ra ngoài mất. Và thế thì tạo một cái khối lệnh như vậy đã. Thế đấy là nhiệm vụ 1. Thế còn ở nhiệm vụ 2 ấy, là với cái khối lệnh đó thì mình sẽ đưa vào các cái cấu trúc lặp, các cái câu lệnh lặp. Lúc thì lặp 10 lần, khi thì lặp liên tục, khi thì lặp đến khi nháy chuột. Thì với ba cái loại lệnh lặp đó mình gắp vào, sau đó thì dùng cái khối lệnh đặt vào bên trong, thì chúng ta sẽ có ba cái chương trình với ba lệnh lặp khác nhau. Thì bài thực hành đơn giản như vậy thôi. Thế sau đó thì đến bài luyện tập thì nó cũng tương tự như thế, thì có thể thay đổi cái số bước rồi thì lặp lại nhiều lần hơn, vân vân. Thì phần luyện tập lặp đi lặp lại cái kỹ năng đã có ở phần phần bài học. Cái phần vận dụng thì chương trình ở đây là vẽ hình vuông. Thì các thầy cô biết là tại sao lại đưa chương trình vẽ hình vuông, bởi vì vẽ hình vuông hay là hình tam giác ấy thì là ở lớp 4 là học sinh đã được học rồi, nhưng mà học theo cách là dùng các cái lệnh tuần tự, chưa dùng đến lệnh lặp. Vậy thì ở trong phần vận dụng này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lại cái chương trình của lớp 4 để các em nhận diện ra, à vẽ hình vuông lớp 4 là dùng 4 lần một cái khối lệnh để cho học sinh vừa cho nhân vật vừa đi vừa rẽ 90 độ đấy. Thì bây giờ mình sẽ lặp lại 4 lần, đấy là có thể vẽ được. Hay là vẽ tam giác đều thì chúng ta có lặp lại 3 lần. Thì cái phần vận dụng này là lấy lại cái chương trình học sinh đã biết vẽ hình vuông ở lớp 4, nhưng mà bây giờ có thể dùng lệnh lặp để mà làm. Thế sang đến bài cấu trúc rẽ nhánh. Thì thưa các thầy cô là cấu trúc rẽ nhánh thì có một cái thuận lợi là học sinh cũng đã học về cách nói nếu thì rồi. Cái này là đã học ở lớp 3 rồi. Thế thì bây giờ bắt vào cấu trúc rẽ nhánh thì nó cũng hết sức tự nhiên thôi. Thế trong cuộc sống thì cũng có nhiều những cái hành động mà yêu cầu chúng ta phải chọn lựa. Ví dụ như là trong phần khởi động đây là giới thiệu đến cái việc đi đến ngã tư có đèn xanh, đèn đỏ dành cho người đi bộ. Và khi đó thì em sẽ phải quyết định là dừng lại hay đi tiếp. Nếu mà đèn xanh thì mình đi, còn nếu đèn đỏ thì em phải dừng lại. Thì đấy chính là cái minh họa của cấu trúc rẽ nhánh trong hoạt động của đời sống hàng ngày. Thế còn đi vào cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình thì cũng sẽ có một cái chương trình mèo đổi màu. Cái chương trình này thì cũng để cho các em bổ sung thêm một số kỹ năng liên quan đến cái khối lệnh cảm biến. Tóm lại là chú mèo này, chú ấy, con trỏ chuột mà chạm vào chú ấy thì chú đổi sang một màu khác. Đấy. Thì nó cũng rất đơn giản thôi, là nếu mà chạm vào con trỏ chuột thì mèo đổi màu. Thì trong chương trình phần thực hành cũng sẽ hướng dẫn cụ thể các cái câu lệnh. Thế còn nếu như mà chạm chuột thì mèo đổi màu, còn nếu không thì mèo trở về màu ban đầu. Thì như vậy là có hai cái câu lệnh rẽ nhánh, là rẽ nhánh dạng thiếu và rẽ nhánh dạng lục. Thì tất cả những cái công thức này, những cái tóm tắt về mặt kiến thức này các thầy cô cũng không cần thiết phải quá nặng nề đối với học sinh, bởi vì yêu cầu cuối cùng của chúng ta là học sinh sử dụng được trong chương trình đơn giản. Thế cho nên cái phần lý thuyết này nó cũng mang tính chất là cẩm nang thôi, để khi cần thì có thể tra cứu, có kiến thức cô đọng lại. Thế còn quan trọng nhất là đưa nó vào trong chương trình. Thế thì phần lệnh cũng giới thiệu hai cái loại lệnh giống như là cái cách trình bày của lệnh lặp.
chúng ta có hai lệnh dãy nhánh như thế này và minh họa nó bằng chương trình để giải thích. Thế còn phần thực hành thì chúng ta thực hành đúng hai cái chương trình mà trong phần lý thuyết giới thiệu là chương trình mèo đổi màu. Đấy thì chương trình thứ nhất là chạm vào con trỏ chuột thì mèo đổi màu. Đấy. Thế còn chương trình thứ hai là chạm thì đổi màu, còn không thì lại trở về màu ban đầu. Thì cái lệnh mới ở đây sẽ lệnh thay đổi hiệu ứng màu. Thế còn điều kiện chạm vào con trỏ chuột thì cái này đã thực hiện ở câu lệnh lặp rồi. Đấy, có một lệnh mới được đưa vào đây thôi, chính là lệnh về thay đổi hiệu ứng màu. Và cái lệnh này nằm trong cái nhóm lệnh về hiển thị, cũng là một nhóm lệnh rất là quen thuộc. Phần thực hành thì các cái câu lệnh cũng đã cho sẵn và học sinh chỉ ghép vào để có được chương trình. Thế còn phần luyện tập này thì có câu hỏi trắc nghiệm để mà hỏi xem rằng là khối lệnh nào điều khiển nhân vật hành động theo mô tả hoạt động 2, tức là trở về màu ban đầu. Thì ở đây có ABC thì sẽ thấy rằng là chạm vào con trỏ chuột thì là phải thay đổi màu. Thay đổi màu thì dĩ nhiên là cái AB này là không đúng, bởi vì chạm chuột được nhấn thì không phải rồi. Chạm con trỏ chuột lại bỏ hiệu ứng đồ họa thì không phải. Vậy chỉ có C là đúng thôi. Thế và đến cái phần vận dụng thì chính là các em sẽ tạo ra cái chương trình mà các em chọn được ở ở câu trên. Thì đấy là bài 4 4 bài về các cấu trúc điều khiển thuật toán, và các thầy cô thấy là cái cách tiếp cận cũng cố gắng để các em học sinh tạo ra các chương trình rất đơn giản và cũng hiểu được cái cách vận hành của các cái cấu trúc điều khiển ở trong chương trình, và cái đích cuối cùng là các em sử dụng được nó trong các chương trình đơn giản. Thế còn những cái phần trình bày mang tính chất lý thuyết, quy cách, đặt nó trong các cái bảng biểu hộp để giải thích thì cái đó các thầy cô tuyệt đối không cần phải nặng nề cái phần lý thuyết, bởi vì yêu cầu đầu ra và yêu cầu cần đạt của chúng ta là hướng đến việc học sinh sử dụng được. Hai bài học tiếp theo là nói về dữ liệu. Thì thưa các thầy cô, bài 14 là sử dụng biến trong chương trình. Thì các thầy cô biết rằng là biến là một cái địa chỉ ô nhớ được định danh và để lưu trữ các cái giá trị. Thế nhưng mà đối với học sinh tiểu học thì chúng ta không cần nêu khái niệm mà có thể lấy thông qua các ví dụ cụ thể. Thế thì trong phần khởi động của bài học này thì chúng tôi có đưa ra một cái minh họa của một chương trình chào hỏi. Con mèo nó rất là muốn chào hỏi chúng ta và nó hỏi là tên bạn là gì. Thế thì ở cái hình thứ nhất là mình nhập vào một cái giá trị là Minh. Thế thì ngay ở cái màn hình kết quả đã con mèo nó bảo xin chào bạn Minh, đấy là chữ Minh được đưa vào ô trả lời. Thế thì đấy là một cái dẫn dắt để đưa đến là em có biết tại sao mèo lại chào đúng tên không? Thì câu trả lời của các con cũng rất là tự nhiên, nhưng thực ra nó có một ẩn ý ở đây là cái dữ liệu nhập vào tên là Minh này này đã được lưu trong cái biến trả lời này để chú mèo chú lấy cái giá trị ra để nói, và nó sẽ được giải giải đáp ở trong phần kiến thức này bằng cách là sử dụng biến trả lời đấy để mà lưu cái tên, lưu cái giá trị mà nhập vào từ bàn phím. Và khi mà sử dụng một biến thì bao giờ cũng sẽ có những cái nội dung liên quan đến nhập giá trị cho biến rồi hiển thị giá trị của biến. Cái A, B là hai cái phần như vậy. Đấy, riêng biến trả lời thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh hỏi ở trong nhóm lệnh cảm biến. Thế còn hiển thị giá trị của biến trả lời thì sẽ sử dụng lệnh nói. Thế và phần thứ hai là phần mà tạo biến mới, tức là không dùng biến trả lời của chương trình mà muốn dùng một cái biến mới. Ví dụ bây giờ tôi lại muốn có biến tuổi cơ, xem là học sinh bao nhiêu tuổi, ngoài tên ra còn có tuổi nữa. Thế thì tạo một cái biến tuổi như vậy thì có thể sử dụng cái nhóm các biến số để chúng ta tạo một biến. Rồi cũng có đặt giá trị cho biến và hiển thị giá trị của biến ra màn hình, tương tự như biến trả lời. Cái phần lý thuyết một tiết là như vậy. Thế còn phần thực hành thì học sinh sẽ tạo ra chương trình chào hỏi. Xin chào bạn này, rồi hỏi bạn An bao nhiêu tuổi. Như vậy là chương trình này sẽ vừa có tên và vừa có tuổi. Đấy. Để cuối cùng thông báo ra màn hình để hỏi tuổi. Còn câu hỏi luyện tập thì cũng điều chỉnh một chút, không phải là cho lệnh thay đổi tuổi thêm một lượng là 2 rồi thông báo ra. Thế rồi mở rộng thêm, hỏi thêm bạn là học sinh lớp nào, xin chào bạn lớp 5A, ví dụ như vậy. Thì cái đó là cái vận dụng. Tiếp tục sang bài sử dụng biểu thức. Thì thưa các thầy cô là đối với phần sử dụng biểu thức này thì chúng tôi có
tham chiếu sang các cái môn học liên quan, đặc biệt là môn toán. Bởi vì đã nói đến biểu thức thì nó có biến, có hằng và các phép toán. Thế thì trong phần toán học của học sinh ở lớp 5 ấy, thì ngay từ lớp 4 và lớp 5 học sinh cũng đã làm quen với khái niệm biểu thức có chứa chữ. Cho nên là khi mà học sang ngôn ngữ lập trình Scratch thì nó cũng sẽ rất là thuận lợi, bởi vì kiến thức toán học thì đã có bổ trợ rồi. Rồi những cái nội dung liên quan đến nhận diện các cái hình, công thức để tính diện tích hay là chu vi, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn thì cũng là kiến thức toán học đã học ở ở lớp 4 và lớp 5. Thế cho nên là hoạt động khởi hoạt động thì sẽ có một biến là biến cạnh. Biến này vừa học bài trước xong là đã biết có biến rồi. Thế và chúng ta có một vài những cái biểu thức. Đây là phép cộng này, phép trừ, phép nhân và phép chia. Thế và câu hỏi đặt ra là theo em thì biểu thức nào sau đây tính chu vi của hình vuông? Thì chu vi của hình vuông thì là 4 lần của cạnh ấy. Thế là 4 nhân với cạnh. Thì ở đây học sinh có thể dễ dàng đoán ra được. Thế thì khi mà đi vào khái niệm biểu thức ấy, thì cái cách trình bày cũng tương tự như là biểu thức ở trong toán học thôi. À, chúng ta có hai biến AB và bên này là biểu thức của 4 phép toán. À, có những cái phép toán thì tính cho cả hai biến, có phép toán thì vừa có số cụ thể đi với một biến. Thế và đây là các giá trị A bằng 15, B bằng 5 thì A cộng B bằng 20. 15 trừ B thì sẽ là 15 mà trừ đi B là bằng 5 cho nên nó bằng 10. 4 nhân B là 4 nhân 5 20. Đấy, A nhân B là 15 nhân 5 là 75. A chia B là 15 chia 5 bằng 3. Đấy thì để thay cái giá trị của biến vào để tính ra cái giá trị của biểu thức. Đấy, đấy là cái cách trình bày các cái ví dụ minh họa về các cái biểu thức của 4 phép toán số học. Cái ngoài 4 phép toán số học còn có các phép toán so sánh. Thì chúng ta không gọi tên nó là biểu thức logic, nhưng thực ra thì đây chính là các phép toán logic, mà gọi bằng một cái tên thông thường như là bên môn toán là các phép toán so sánh. Thì sẽ có 3 phép toán so sánh là lớn hơn, bé hơn hoặc bằng. Thì trong sách thì tách nó ra, cái biểu thức ở trên là đơn giản chỉ có một biến, biểu thức ở dưới thì có cả hai biến. Thế và cái giá trị của một biểu thức so sánh thì sẽ trả lại kết quả đúng hoặc sai. Dĩ nhiên trong ngôn ngữ lập trình thì nó sẽ là true false. Thế nhưng mà chúng tôi cũng để tiếng Anh mở ngoặc như thế này để nó có cái ngôn ngữ tiếng Việt cho các em dễ dễ học. Ngoài ra thì giới thiệu thêm một vài phép toán khác. Các phép toán này có thể sẽ được sử dụng trong các chương trình phía sau. Và đặc biệt là về thứ tự thực hiện các phép toán. Thì chúng ta biết là trong toán học thì nó có dấu ngoặc để quy định thứ tự thực hiện. Nhưng mà trong Scratch thì không có dấu ngoặc. Cho nên là Scratch thì sẽ quy định rằng là thực hiện các cái phép toán theo thứ tự từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài là thế nào thì đây mô tả. Chúng ta có một cái biểu thức mà phải lấy 7 trừ 5 đã. Thực hiện xong cái này thì cái biểu thức bên ngoài cùng chính là phép cộng. Thì 7 trừ 5 sẽ được tính bằng 2 đã. Sau đó mới lấy 2 đó cộng với 8. Thì khối bên ngoài sẽ là phép cộng, khối bên trong là phép trừ. Vậy thực hiện khối bên trong là phép trừ trước, sau lấy kết quả của phép trừ, thực hiện tiếp khối bên ngoài là phép cộng. Cái phần thực hành thì sẽ tạo chương trình để tính chu vi của hình chữ nhật. Bởi vì cái khởi động thì làm cho hình vuông rồi, có một biến. Thế bây giờ làm hai biến thì sẽ có bài tính chu vi của hình chữ nhật với hai cạnh nhập vào từ bàn phím. Thì chương trình nó cũng rất là đơn giản thế này thôi. Nhập giá trị cho biến, sau đấy thì tính chu vi, tổng hai cạnh nhân 2. Chỗ này là phải tính biểu thức, rồi thì thông báo giá trị ra màn hình. Thế còn phần luyện tập thì nhận diện cái biểu thức tương ứng về mặt toán học, rồi có thể có hai biến lưu độ dài là thế này. Thì tóm lại là cái thông báo này sẽ đưa ra màn hình là gì? Thì phần vận dụng sẽ tính diện tích hình vuông. Thưa các thầy cô là đấy là bài về biến và biểu thức. Thế còn bài cuối cùng là từ kịch bản đến chương trình. Thì đến thời điểm này là học sinh đã có đầy đủ tất cả các cái kiến thức về cấu trúc điều khiển, về biến, về biểu thức. Cho nên là cái bài cuối cùng này sẽ là bài tạo ra một cái chương trình tổng hợp. Thế chúng tôi muốn sử dụng một cái trò chơi để cho các em học sinh thật là thoải mái mà cũng hấp dẫn đối với các em, nhưng cái kỹ năng ấy thì nó cũng đầy đủ nhưng nó đủ đơn giản. Thế cho nên là cái trò chơi được giới thiệu đây là mèo bắt bóng. Thế còn nhiều thầy cô có thể
đổi nó đi là mèo đuổi chuột, quả bóng hay quả bóng một con chuột thì cũng không sao cả. Thế thì ở trò chơi này có hai nhân vật, và thực ra khi kết thúc ở lớp 4 thì chúng ta cũng đã dừng lại ở cái mức là học sinh biết tạo ra một chương trình mà có hai nhân vật rồi. Thế thì hai nhân vật này là chú mèo và quả bóng. Chú mèo thì sẽ di chuyển, nhưng không phải là chú di chuyển bằng bàn phím, mà người chơi sẽ dùng con trỏ chuột để kéo chú mèo đến vị trí của bóng. Thế và cứ mèo mà chạm được vào bóng thì khi đấy điểm tăng lên 1. Thế còn bóng thì cứ chạy thoải mái, di chuyển ngẫu nhiên. Thế thì một cái ý tưởng mô tả như vậy thôi. Bóng thì liên tục di chuyển trên sân khấu này, mèo di chuyển theo con trỏ chuột này. Con trỏ chuột di chuyển đến đâu, mèo di chuyển theo đến đó. Và người chơi dùng chuột để điều khiển mèo di chuyển sao cho mèo phải chạm được vào bóng. Mỗi lần chạm bóng thì điểm số tăng lên 1. Thế bây giờ phải viết kịch bản. Thế viết kịch bản là gì? Thì kịch bản là một cái bản mô tả mà để trả lời các câu hỏi. Thứ nhất là phải có nhân vật nào, thứ hai là cất sân khấu thế nào, và thứ ba là hành động của các nhân vật là gì. Thế thế thì cái ý tưởng trong phần khởi động này sẽ được viết thành một cái kịch bản rất là ngắn gọn thế này thôi. Nhân vật thì có hai nhân vật là mèo và bóng này. Sân khấu thì thôi để nền trắng, còn các em thích đổi cũng được. Đấy, hành động thì đơn giản, trái bóng thì di chuyển liên tục, còn mèo thì di chuyển theo con trỏ chuột. Và trong lúc di chuyển nếu chạm vào bóng thì tăng lên 1 điểm. Thế bây giờ từ cái kịch bản này thì phải tìm ra các cái câu lệnh tương ứng để mà làm chương trình. Cho nên cái phần câu hỏi củng cố này này, cái kiến thức trong hộp kiến thức thì là ngắn gọn thôi. Kịch bản giúp xác định cụ thể công việc mà chương trình cần thực hiện này. Từ kịch bản thì dễ dàng tạo ra chương trình. Thế nhưng mà ở phần củng cố này chúng tôi có hai câu hỏi. Hai câu hỏi này chính là để định hướng tạo ra chương trình. Câu hỏi đầu tiên là xác định cấu trúc điều khiển. Trái bóng di chuyển liên tục trong sân khấu thì là cấu trúc gì? Thì sẽ nhìn thấy chữ di chuyển liên tục, chắc chắn là cấu trúc lặp rồi. Mèo thì liên tục di chuyển theo con trỏ chuột, đấy, cũng liên tục, vậy cũng cấu trúc lặp. Nếu mèo chạm vào bóng thì tăng điểm lên 1. Thì chỗ này bắt đầu thấy nếu thì rồi. Nếu thì chắc chắn là cấu trúc rẽ nhánh. Đấy. Thế bây giờ nếu như đã xác định được cấu trúc lặp và cấu trúc rẽ nhánh rồi, thì bây giờ lại có tới 3 loại lệnh lặp và có 2 loại lệnh rẽ nhánh. Thế dùng cái lệnh nào? Thì chúng ta sẽ có câu hỏi thứ hai để cho các em học sinh chọn loại lệnh là tương ứng dùng cho chương trình. Dĩ nhiên ở đây có cái chữ liên tục, di chuyển liên tục, cho nên là lệnh lặp sẽ phải là lặp liên tục. Nguồn điện. Vâng, thì thưa các thầy cô là với cái xong thầy chuyển với cái phần lý thuyết là như vậy, thì đến phần thực hành thì học sinh sẽ được thực hành tạo ra đúng cái chương trình như vậy thôi. Có phần tạo hai nhân vật này, rồi tạo biến điểm để lưu này, sau đó thì có hai nhân vật rồi thì sẽ lập trình cho nhân vật bóng này, có hành động, có lệnh và cái chương trình kết quả, rồi lập trình cho nhân vật mèo này thì cũng có hành động, có lệnh và có chương trình kết quả. Như vậy nhìn vào đây nó cũng rất là trực quan. Thế và cuối cùng thì sẽ phải có chạy thử chương trình. Chạy thử thì để làm gì? Để quan sát kết quả, so sánh kết quả với kịch bản xem đã đúng hay chưa. Nếu mà chương trình có gì chưa đạt yêu cầu thì mình phải sửa. Thì đấy chính là cái phần kiến thức muốn chốt lại ở cái bài cuối cùng về chạy thử chương trình. Phần luyện tập thì cũng là hỏi những cái câu hỏi trắc nghiệm để mà giải thích xem rằng là kịch bản được viết để làm gì, rồi tại sao phải chạy thử chương trình. Thế riêng phần vận dụng ấy thì chúng tôi cũng có đưa vào đây một cái ngữ cảnh để nó nhấn mạnh hơn cái thao tác chạy chạy thử để phát hiện ra lỗi. Bởi vì trong cái chương trình này ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó không có cái việc khởi tạo điểm. Đấy. Quan sát giá trị của biến điểm. Nhưng mỗi một lần chạy như này sẽ có điểm số. Thế và lần chạy sau thì nó lấy nguyên cái điểm của lần chạy trước để nó khởi tạo. Thì học sinh sẽ phát hiện ra cái điều này, và để sửa thì sẽ phải làm sao để đưa cái điểm về không, phải tạo điểm về không ở đầu tiên. Thì cái phần lưu ý này là cái gợi ý để các anh có thể chỉnh sửa. Thì phần luyện tập cũng mở rộng thêm một chút, nhưng nó không đi ra ngoài phạm vi của bài học và nó vẫn là cái chương trình mà học sinh tạo ra thôi. Thì thưa quý thầy cô, đấy là toàn bộ chủ đề cuối cùng. Tôi cũng trình bày khá là kỹ lưỡng bởi vì tôi biết là trong toàn bộ chương trình lớp 5 thì đây là nội dung mà các thầy cô lo lắng nhất, bởi vì không phải thầy cô nào cũng
có một cái đào tạo bài bản về về tin học, đặc biệt là phần ngôn ngữ lập trình. Và hơn nữa khi chúng ta học ấy, thì thậm chí là những cái nội dung này cũng chưa được học về ngôn ngữ lập trình Scratch. Nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà đằng sau nó là cái kiến thức, tri thức về tư duy thuật toán. Thế cho nên là cái phần chia sẻ của chúng tôi thì nó cũng bao gồm cả cái tính hệ thống, tính khoa học. Để các thầy cô tiếp cận một cách hệ thống như vậy thì chúng ta cũng rất là chắc chắn. Thì xin mời các thầy cô sẽ có các cái ý kiến trao đổi thảo luận thêm, đặc biệt là những cái phần liên quan đến ngôn ngữ lập trình. Các thầy cô có nhu cầu cần phải bổ sung về mặt kỹ năng cũng như kiến thức để tạo ra các chương trình thì thầy Tùng cũng sẽ tiếp tục chia sẻ với các thầy cô cái việc tạo ra chương trình cụ thể. Vâng, cảm ơn cô Mai. Cô Mai đã trao đổi, tôi nghĩ là rất là khá kỹ về các cái bài học, cái mạch của bài học. Trong đó thì có bốn cái yêu cầu cần đạt. Thì yêu cầu đầu Xem màn tiên, hình. vâng. Vâng. Thì cái yêu cầu đầu tiên ấy là thế để chia sẻ màn hình thì thực hiện trong bốn bài, tức là các cái cấu trúc tuần tự lặp lại nhanh. Ở đây nó có một cái lưu ý là trong cái phần hộp kiến thức ấy thì được ghi rõ là có hai cái khía cạnh: cấu trúc và lệnh. Có cấu trúc tuần tự, lệnh tuần tự, các cái lệnh tuần tự hay cấu trúc lặp rồi các cái lệnh lặp, ba lệnh lặp, thì rồi là cấu trúc rẽ nhánh và có hai cái câu lệnh thể hiện cái cấu trúc đó. Cái yêu cầu này ấy, thì thực ra là để đảm bảo cái sự đồng bộ giữa các cái bộ sách khác nhau, cho nên là chúng tôi cũng phải sửa theo cái tư tưởng, cái quan điểm của Hội đồng Quốc gia thẩm định, bởi vì đấy là một trong những yêu cầu. Bởi vì chúng tôi thì không biết các cuốn sách khác vào thời điểm đó viết thế nào, thì hội đồng đã làm một cái việc giúp cho mọi cuốn sách nó có một cái sự tương đồng. Mà tuy nhiên là nhìn đọc lại thì cũng thấy rằng là cái việc dạy của các thầy cô cũng có thể sẽ gặp phải những khó khăn đấy. Thế thì thầy cô có thể nêu lên các cái khó khăn có thể có, và chúng tôi cũng sẽ đưa ra những cái phương pháp, cái cách thức để quý thầy cô thứ nhất là làm quen với ngôn ngữ, thứ hai nữa là cũng cảm thấy nó dễ dàng hơn. Thế và thế này, cái này nó liên quan đến kỹ năng, cho nên là ở một mức độ nhất định chúng ta cũng không làm tất cả, nhưng có thể là nếu mà thầy cô có máy tính trước mặt, tức là chúng ta đang làm việc với máy tính, thì chúng ta cũng làm thử đấy, để xem là có đạt được không. Đấy. Mời thầy cô cũng có thể nêu ra câu hỏi thì tôi sẽ hỗ trợ cái việc đó. Như vậy là ba cái cấu trúc đây. Đấy. Vâng. Để quý thầy cô mà đưa ra các câu hỏi ấy, nhất là trong bối cảnh mà trực tuyến thế này này, thì là thường là cũng ít người đặt câu hỏi. Thế thì chúng tôi cũng chủ động nêu ra một cái tình huống trong thực tế mình có thể dạy một cách đơn giản cho các em. Và sau đó thì dựa trên cái thực hành này rồi thì mình sẽ đây tôi làm lại cái dựa trên một cái thí dụ như vậy, rồi là cho các em thấy cái yêu cầu cần đạt và cái hộp kiến thức là như vậy. Thế như gọi là biết thôi, bởi vì yêu cầu ở đây cũng rất mức độ. Thầy cô thấy là chương trình theo cái chương trình thì yêu cầu ở đây cũng chỉ là đây này, tức là chơi và khám phá trong môi trường lập trình trực quan. Đấy. Thế thì ví dụ tôi mở cái chương trình ra thì cô thấy ví dụ đây là con mèo này. Vâng. Thế cái việc đầu tiên ấy, chúng ta cho học sinh học cái lệnh di chuyển. Thế đã, thật là đơn giản thôi. Và để cho học sinh nhìn thấy rõ câu lệnh
thì chúng ta nên co cái sân khấu này lại bằng cái đây, có cái hai cái lựa chọn này, thầy cô làm cho sân khấu nó nhỏ lại và vê con chuột để cho cái câu lệnh nó to lên cho các em dễ nhìn thấy cái câu lệnh. Và mỗi một lần click vào cái câu lệnh này thì con mèo nó sẽ thực hiện dịch chuyển 10 bước. Đấy. Thầy cô thấy là nó rất là đơn giản. Đấy, đầu tiên học sinh học thế đã. Thế bây giờ mình mà làm khó ấy, là các em sẽ ngại. Cứ mỗi lần click vào đây thì nó dịch chuyển 10 bước. Đấy. Là click là dịch chuyển 10 bước. Đấy. Như vậy là để mà dịch chuyển nhiều bước thì ta cần phải click rất nhiều lần. Đấy, cứ mỗi lần click vào đây thì nó lại dịch chuyển rất là nhiều lần. Thì nên chăng là cho nó một cái lệnh lặp. À thế bây giờ chưa lệnh lặp vội, di chuyển 10 bước đã. Thế nhưng mà học sinh đã thấy rằng là cái di chuyển này này à, thì con mèo nó như là trượt băng ấy, nó cứ trượt và nó không bước chân. Thế thì bây giờ mình thêm một cái câu lệnh về trang phục, tức là thay đổi cái trang phục, mà thực chất là dáng điệu, dáng vẻ của cái con, hình thức của cái nhân vật, thì mình cho cái thay đổi trang phục kế tiếp này. Thế thôi. Và cứ mỗi lần kích lại là con mèo nó đi nó sẽ không trượt nữa, mà nó sẽ là cái bước chân nó như là bước vậy. Đấy. Thì thế thôi. Và như vậy là học sinh thông qua đó học được cái cấu trúc tuần tự. Đấy, thì là học sinh một bài học nếu mà đơn giản nhất là như vậy. Thế rồi sau đó thì các em nếu mà có điều kiện thực hành, các em có thể tìm hiểu các lệnh khác để mà nối nó vào, nối các lệnh vào. Thế chẳng hạn như là nếu mà cứ đi thế này, nếu cứ tiếp tục đi thế này, thì con mèo nó sẽ đi quá mất cái sân khấu. Đấy, như thầy cô bây giờ lại mở to ra cho các em nhìn thấy con mèo đi quá sân khấu. Lôi nó lại mà cứ đi thế này thì nó đi đi qua cái sân khấu và nó chúng ta bị khuất mất. Thế thì có một câu lệnh mà thêm vào nữa, cũng là tuần tự thôi, nhưng là cái câu lệnh di chuyển. Thì ở đây ta đặt cái câu lệnh là bật, tức là nó bật lại nếu chạm cạnh, tức là chạm phải cái cạnh của đấy, thì ta kích vào đây đấy. Bật lại nếu chạm cạnh đấy, thế là con mèo nó di chuyển mà nó không bị đi quá cái khung hình nữa, và nó sẽ bật lại nếu chạm cạnh đấy. Thế nhưng học sinh sẽ lại băn khoăn là tức thầy cô là con mèo nó lộn đầu. Thế là nó phải có cái tình huống. Và tình huống nó làm cho các em nó không thích. Thế là con mèo đi đi bằng đầu. À, thế thì câu lệnh của chúng ta lại phải được ghép vào. Rằng là cái đặt kiểu xoay ấy, là xoay trái phải. Thay vì là xoay xung quanh. Xoay xung quanh tức là theo cái hướng nào thì nó lại lúc nào nó cũng phải đi về phía trước. Và vì vậy như là nếu mà con mèo mà quay về phía sau thì nó lộn đầu lại để cho nó phải về quay trái phải thôi. Thế thì bây giờ đi thế này thì con mèo nó lại không bị nữa. Đấy. Đấy. Thế thôi. Thế là học xong cái lệnh tuần tự. Và thực ra để học cái lệnh tuần tự này ấy, thì học sinh có thể tìm hiểu thêm nhiều lệnh nữa, và như vậy là với thời gian 2 tiết thầy cô giới thiệu như vừa rồi tôi nói với quý thầy cô, trong một cái khoảng thời gian cũng không lâu, và các em đấy là tiết lý thuyết, còn sau đó vào các em thực hành, các em nối lại các câu lệnh với nhau một cách rất là đa dạng, và thậm chí nó lộn xộn lên, nó con mèo nó lung tung hết cả cũng chả sao cả. Thế rồi sau đó thì các em lại đưa ra câu hỏi để thầy cô để giúp các em tìm hiểu thêm cái câu lệnh. Và như vậy là qua cái việc học cái cấu trúc tuần tự, các em không chỉ học cấu trúc tuần tự mà cũng tìm hiểu thêm những câu lệnh này khác, mà mỗi em có thể có những cái cách tìm hiểu riêng, không nhất thiết là tuyệt đối giống nhau. Và thế đến nội dung thứ hai là lệnh lặp. Thế thì lệnh lặp thì lại có hai tiết lý thuyết, hai tiết thực hành. Thì cô chỉ cần đưa vào một cái lệnh lặp thôi, tức là bây giờ mỗi một lần cứ click thế này con mèo nó mới lại đi. Đấy. Thế thì bây giờ thay vì click thì chúng ta mới cho cái lệnh lặp vào đây. Đấy. Và lý do là bởi vì cái đặt kiểu xoay này chỉ cần đặt một lần thôi. Còn cái việc đi này mới là nhiều lần. Thế
Thế thì tách nó ra, đây cũng là kết nối tuần tự đây. Đấy, tức là cấu trúc tuần tự đây. Đặt kiểu xoay thì cần đặt một lần và từ đó trở đi nó cứ xoay theo cách này. Nhưng còn di chuyển thì không phải một lần mà di chuyển nhiều lần. Vậy thì ta kích vào đây. Đấy. Thế là con mèo nó đi. Đi liên tục và gặp phải cạnh quay lại. Thế là lệnh rồi. Thế nhưng trong cái gọi là cái phần thân của cái lặp này này. Cái phần lặp đi lặp lại này này. Thì con thấy con mèo nó đi nhanh quá. Thế bây giờ các em học sinh nó bảo thầy cô nó đi thế này thì nó nhanh. Nhanh quá mắt chả nhìn thấy chân nó đi đến đâu cả. Nó cuống cả lên thế này. Thế thì mình mới lại phải cho thêm một cái lệnh. Hoặc là lệnh nào. Thì đây đây nó có một cái lệnh điều khiển mà cho đợi. Đợi thì phải là đợi một ít thôi. Chứ đợi lâu quá thì là nó sẽ đi đi nó lại cứ nhát một. Thì mình cho là thực ra thì là nên bao nhiêu, thời gian bao nhiêu là đủ. Nếu mà theo kiểu 24 hình ấy, thì tức là nó chỉ có 1 giây phải có 24 hình. Mà 1 giây mà 24 hình thì mỗi một hình hiển thị trong 0,05, tức là 20 hình thì 0,05 giây. Thế nhưng mà nếu mà như vậy thì phải rất là nhiều hình. Chứ ở đây nó chỉ có hai cái động tác thôi. Đây trang phục nó chỉ có hai cái này thay phiên nhau thôi. Thì nên chăng là mình cho nó ít đi, tức là 0,1 thôi. 10. Hoặc nếu mà muốn chậm hơn thì 0,2. Thế là các em ngồi sửa đi là cũng hình dung ra. Thế còn nếu mà muốn kích vào cờ xanh thì cho cái sự kiện này vào. Tức là cái chương trình nó được học theo cách, tức là cứ thêm dần các câu lệnh vào. Và tự nhiên một cái bài học đơn giản nó trở thành nó phức tạp dần lên. Và phức tạp đến lúc mà nó có sự kế thừa của các cái bài học trước thành đơn giản, và để cho các em thời gian để nó mầy mò. Và nếu các em đặt câu hỏi thì thầy cô dựa trên câu hỏi của các em để thầy cô giải thích. Thì khi cái lời giải thích mà dựa trên câu hỏi ấy, thì nó sẽ rất là hay. Bởi vì các em nó có một cái tình huống và nó đã đặt suy nghĩ nó vào cái bối cảnh đó thì mình mới giải thích được. Chứ còn không phải là bao giờ mình nói cái gì các em nó cũng thu được, nhận được cả cái đấy đâu. Bởi vì cái khó nhất ấy, để thu nhận được ấy, không phải là lời giải thích. Là cái điều mình giải thích đâu. Mà cái khó nhất tức là nó đặt nó vào bối cảnh. Tức là khi người ta không có bối cảnh thì người ta không hiểu được. Đấy. Thế cũng như là nếu mà thầy cô bây giờ mà chúng tôi cứ tập huấn thế này thì cái việc thu nhận lại nó cũng rất mức độ thôi. Có khi nó chỉ 30% thôi. Thế nhưng nếu như thầy cô bước vào giảng dạy thật rồi, nó có những bối cảnh, có cái tình huống thầy cô nêu lên mà giải quyết đúng cái tình huống đó thì cái hiệu quả nó cao hơn rất nhiều. Bởi vì cái sự chuẩn bị bối cảnh ấy nó chiếm khoảng 60% của cái sự hiểu biết. Tức là muốn học sinh nhận dạng được ấy, thì phải chuẩn bị cho các em tâm lý để nó. Cho nên vừa rồi tôi cứ để con mèo nó đi thế này. Nó đi thế này thì nó có bối cảnh. Đấy, con mèo nó đi như vậy. Thế bây giờ mình muốn nó làm gì thì mình làm thế ấy. Ví dụ thế này, bảo các em có nhận xét gì về con mèo. Thí dụ thế. Thế thì lúc nãy là bảo con mèo nó đi nó như trượt băng ấy, thì mình cho nó chuyển thăng phục. Thế bảo là nếu mà nó đi nó lại vào cái cạnh của sân khấu rồi vẫn đi tiếp, nó khuất, nó bị khuất lấp đi, thì mình lại cho nó bật cạnh thì quay lại. Nhưng quay lại vì nó lộn đầu cho nên nó phải đặt kiểu xoay trái phải. Đấy, thế. Nhưng mà xoay trái phải chân đi nhanh quá thì phải đợi. Thế bây giờ tôi hỏi là bây giờ với một em học sinh bây giờ cho xem một con mèo như thế này, thì đề nghị thầy cô đưa lên trên màn hình, viết lên trên cái cửa sổ chat này cái nhận xét con mèo này nó có cái đi có cái điểm gì dở mà các em nó không thích. Em bảo thế này nó bất hợp lý, nó không thực tế. Thế thì con mèo nó vô lý ở chỗ nào, có cái gì nó không thoải mái không, cảm thấy là muốn thay đổi không. Đấy, để thí dụ thế thì thầy cô sẽ giúp các em thay đổi cái đấy. Là bây giờ tôi thử đặt câu hỏi như vậy, con mèo đi như thế này thì có cái điều gì nên thay đổi, có cái điều gì mà thầy cô muốn thay đổi? Đi bằng một chân à? Đấy cô Mai thầm thì là con mèo đây,
À, đi bằng một chân. Trường tiểu học Đắc Xú Ngọc Hồi ở Kon Tum bảo là con mèo này là bị liệt chân sau, cứ đi một chân đấy, chân sau bị liệt. Đây, hay quá. Nói, đấy, học sinh là như thế, học sinh đúng là thầy cô dạy học sinh là nó nhận xét là chân sau bị liệt. Đây, con mèo này không được, mèo nó phải nhanh, ai lại chân lại liệt. Thế bây giờ thầy cô mới hỏi thế làm thế nào để đỡ liệt, mà tại sao lại liệt? Mình phải giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề chân bị liệt là bởi vì nó có hai hình thôi, mà trong hai cái hình ấy thì cái chân sau nó chả thay đổi gì cả, nó cứ đứng một chỗ, thế thì chả liệt thì làm sao. Thế bây giờ tôi mới thay đổi để chân nó đỡ liệt bằng cách tôi tạm dừng lại đã này. Thế bây giờ mà nguyên tắc dạy cho các em là không được vội, càng vội các em càng không hiểu. Thế bây giờ mới quay sang hình là trang phục. Đấy, cái phần trang phục đây. Đây, cốt đây, trang phục đây. Trang phục người ta thấy có hai cái hình con mèo này. Đây, hình thứ nhất là hình A, hình B đây. Chân nó Đấy. co lên tí. Thế nhưng mà chân này nó giãi ra, chân sau giãi ra này. À, chân này lại co lại. Co lại lại loại giãi ra. Giãi ra xong lại co lại, thì không đi được phía trước à? Cái chân sau này có lúc nó phải phải đi dần dần này. Đây là chõy dài này, chõy rộng ra phía sau cái chân này này. Nó giãi dài này. Xong là Co nó lên. co lên này. Thế cái con Nó không đá về phía trước. chân trước thì lại đá về phía trước rõ dài, xong lại cũng vẫn là ở phía trước. Thế là chân trước lúc nào ở phía trước, chân sau lúc nào ở phía sau, thì có lúc nó phải đổi chỗ chứ. À, thì mới là con mèo không bị liệt. Thế bây giờ bảo các em có muốn chữa bệnh như con mèo không? À, thế thì các em thấy là mình làm một việc rất là nhân hậu. À, tức là mình có cái lòng tốt, mình đi chữa bệnh cho con mèo. Thế là câu câu chuyện là chữa bệnh liệt chân của mèo. Thế là câu chuyện nó vui. À, thế chữa bằng cách nào? Chữa bằng cách ở đây nhé, cái chân nó như thế này, vẽ lại hình dạng hoàn toàn chính xác, vẽ lại hình dạng. Thế là thầy cô đã có giải pháp rồi. Thế mà thầy cô giúp các em việc đó. Tất nhiên là bây giờ thì tôi làm để cho nó rõ thêm một chút. Ví dụ cái chân này nó dõi hẳn này, xong là bây giờ cái chân sau này nó đẩy lên này, bây giờ chân sau phải tiếp tục đẩy lên nữa. Đấy, thì cái chân sau đây thầy cô phải đẩy nó lên phía trước. À, nhưng mà tôi bây giờ đang thế này rồi. À. À, thì bây giờ ta phải sao chép nhân bản thêm một con nữa, và cái với cái con thứ ba này thì cái chân sau nó đá lên phía trước. Ừ. Và cũng có thể cái chân này nó lại phải lùi ra phía sau, tức là chân sau ra phía trước thì con này, mà thế này thì không nên, con cái chân nó đi lên cổ. Đấy, thế thì mình lại phải lùi thế này, có thể thế này. Đấy, gần gần vào với nhau thế này. Ừ. Thế lại nhân bản tiếp, ví dụ cái này tôi nhân bản lên, tôi lấy cái điểm gốc tôi nhân bản lên. Đấy. Thế thì khi nhân bản lên và tôi kéo cái lệnh con mình ra phía sau, và cái chân này nó phải ra phía trước nữa. Đấy, đưa lên phía này. Thế còn cái con cái thân này này thì nó phải ra phía sau hẳn, thì đấy, có lúc nó phải ra phía sau. Đấy. Thì còn tất nhiên là nó cũng sẽ không thật chính xác đâu. Thế nhưng mà mình cũng tương đối thôi. Thì con mèo nó mình để ý cái chân thôi. À. Thế là con mèo này cũng có thể nhân bản lần nữa. Ừ, nhân bản lần nữa. Nhân bản lần nữa thì ở cái chân này ta lại cho nó xoay nữa đi, cho nó chọi hẳn ở phía sau này. Đấy. Thế còn cái chân này ra phía trước. Đá ra phía trước. Và như thế nó lại có nhược điểm đấy nhá. Con mèo này lại có nhược điểm, thế ta cứ cho nó đi đi đã, xem nó nhược điểm gì. Như cái đi Đấy. chân có thể dẻo hơn chút. Nó dẻo hơn một tẹo, nhưng mà nó sẽ có nhược điểm là khi mà cái chân này nó đang ở cái vị trí sau này thì nó lại quay ngay về phía trước. Như vậy là phải có cái bước trung gian. Bước trung gian tức là nó lại phải quay lại cái bước trước. Ví dụ anh này này, tôi nhân bản nó lên đây. Đấy. Và cái nhân bản này thì tôi lại phải trả về phía sau, tức là nó đấy. Thì ví dụ thế, ta muốn làm nó mượt thì mình phải làm thế. Đấy. Thế cái anh này là trạng thái gọi là cuối cùng này, cái này này nhân bản rồi, bây giờ tôi lại nhân bản anh này nữa đấy. Thế anh này tôi lại đưa xuống phía sau cùng nữa. Đấy. Thế thì con mèo nó cũng mượt hơn Mượt đấy, hơn chứ. đấy. Thí dụ thế. Thế thì cái việc sửa như vậy là thầy cô
Ở chỗ trường tiểu học Đinh Núp mà Nguyễn thầy cha Thái Chân ấy, thầy cô nói rất là đúng, mà đấy là ta sửa lại rằng dựa thế nào thì ở đây nó có một yếu tố, tức là cái hình này là hình vector, và cả cái hình con mèo này này được chia thành nhiều phần. Thế thầy cô muốn con mèo nó gật đầu hay cái mồm nó méo đi hay thế nào đấy, ví dụ ta làm trong cái đầu vừa đi vừa gật gù chẳng hạn, thì thầy cô chọn cái đầu này, thế thầy cô ví dụ đầu cột đầu tiên thì cho nó ngửa đầu lên trời đấy, ngửa đầu lên trời đấy, nó quay đầu lên, Đầu lên. rồi xong là đến đây thì cho nó vừa phải thôi, đến chỗ này là cúi đầu xuống đấy. Đấy, cái con mèo nó đầu nó ngật ngà ngật ngưỡng thế, cái này thì lại ở bình thường, xong cái này là ngửa đầu lên trời đấy, ví dụ thế. Thế là con mèo vừa đi vừa vừa đầu gật gà gật gù đấy, thế nên nó mới vui. Thế bây giờ bất kỳ cái gì mà các em không thích thì đều được sửa lại. Thế là đi, nhưng mà con mèo này đi thế này thì cổ đi nhiều hơn chân thì nó lại mỏi, thế vân vân. Tóm lại là đấy là câu chuyện thầy cô thấy rằng là à như vậy là có lệnh. Thế bây giờ thế này, đấy mới là lệnh tuần tự và rẽ nhánh, à tuần tự và lặp. Thế bây giờ lại tiếp theo là thế lệnh Lệnh rẽ nhánh thì làm thế nào? Đấy, tôi lấy ví dụ rẽ nhánh là thế này. Bây giờ mình lấy bối cảnh là các em đã được chơi cái trò chơi mê cung rồi, thì con chuột nó không thể như các thầy cô chơi buổi sáng đấy, thì con chuột nó không thể đi qua bức tường được, nó cứ vướng phải bức tường là nó dừng lại. Mà thế thì bây giờ làm thế nào để con mèo đi qua bức tường thì dừng lại đấy, ví dụ thế, đây phải có bức tường. Ví dụ tôi mới vào cái sân khấu, vào chỗ sân khấu này thì bản cái thân sân khấu này này, đây là cái góc ở bên góc bên phải này, thầy cô thấy là sân khấu nó cũng có phông nền, tức là cũng có thể tạo ra nhiều cái sân khấu khác nhau. Đây là sân khấu trắng đây, thế nhưng mà tôi cũng có thể tạo ra những cái hình ảnh trên sân khấu bằng cách lấy cái sân khấu có sẵn này, tôi có thể đưa một cái sân khấu từ tệp lên này, tệp ảnh lên này, và tôi cũng có thể vẽ hình, mà lấy cái hình ngẫu nhiên vân vân, tôi vẽ một cái hình một sân khấu. Và bây giờ tôi lấy giả định là một bức tường, để bức tường dưới dạng một cái đường thẳng, thí dụ đây đường thẳng đây, nhưng mà kích thước một thì bé quá, tôi cho kích thước dày lên, tôi cho là 20 và màu đen đây rồi hay là màu gì đấy, thì tôi mới muốn vẽ thẳng ấy, thì một tay ngón tay ta giữ phím ship một ngón tay, còn một ngón tay kia thì kéo thả con chuột đấy, như vậy nó rất thẳng. Thế nhưng mà rõ ràng là con chuột với cái bức tường này không có tương tác gì, con mèo nó coi như không có bức tường đấy, nó chẳng coi bức tường ra cái gì cả, nó đi xuyên qua bình thường. Mèo này là mèo thần đấy, thế là học sinh nó thấy vui mèo thần. Nhưng con mèo của em ở nhà không phải mèo thần, gặp bức tường thì phải dừng lại. Thế dừng thế nào? Dừng thế này thôi. À thế lại phải nói là cái bước mà dừng lại ấy, nó cũng phải được thực hiện trong vòng lặp. Bởi vì thí dụ ta quay lại cho con mèo đây, thì rõ ràng là nó có cái vòng lặp đây, để ta dừng lại để cho nó đỡ bối rối. Thế thì còn là, và cái việc di chuyển 10 bước này này hay 5 bước này này ta cho, thì nó bật lại nếu chạm cạnh đã đành rồi. Nhưng nếu gặp phải bức tường thì trong khi bước như thế thì nếu gặp phải bức tường nó phải làm gì? Đấy. Thế thì nó cũng phải ở đây là có một câu lệnh nếu. Đấy, nếu gặp phải bức tường. Đấy. Cái lệnh này tôi xếp phía sau. Để chuẩn bị nếu chỗ nào cũng được thôi. Nếu gặp phải bức tường thì các em sẽ phải phát biểu bằng một cái cấu trúc câu trong tiếng Việt, nếu thì như học ở lớp 3 đã. Thế thì đấy là một cái phần của kịch bản, tức em phải phát biểu hoàn toàn chưa biết câu lệnh bộ, và phải nói là nếu gặp phải bức tường thì dừng lại, đúng không ạ? Thế câu lệnh này, nhưng dừng lại lại sai, bởi vì bước sau ấy, bước này dừng lại nhưng mà bước sau nó lại di chuyển 10 bước, trên dừng lại rồi lại bước tiếp, thành ra nó vẫn tiến. Cho nên là muốn nó dừng lại thật đấy thì đã tiến 10 bước rồi, phải lùi 10 bước. Đấy, lùi 10 bước thì nó không còn tiến nữa. Như vậy là câu là nếu gặp phải bức tường thì lùi lại, tức là di chuyển
âm 10 bước, tức là lùi lại. Đấy, thì ở đây các em lớp 5 mình chưa học âm âm, nhưng mà thôi chúng ta cứ dần dần các em qua thực hành rồi về sau này các em học toán thì các em hiểu ở đây cái số âm nó không phức tạp lắm, để ở mức độ nhất định các em cũng có thể hiểu được. Nhưng ở đây phải có cái câu nếu gì, nếu gặp phải bức tường. Thế thì cái gặp phải bức tường ở đây chính là cái cảm biến, tức là nếu em chạm phải cái màu của bức tường. Thế lấy cái màu bức tường bằng cách nào? Bằng cách có cái bút ở dưới này này. Thầy cô nhìn thấy cái bút ở dưới này. Ở đây nó có cái bút. Đấy. Khi kích vào cái bút này, thì có một cái hình tròn. Mình di đến màu nào thì cái viền của hình tròn nó lên cái màu đó. Cái tâm của hình tròn di vào màu nào thì cái viền hình tròn chính là cái màu mình chọn. Thí dụ như ở đây tôi di vào màu đen thì cái viền hình tròn nó lên màu đen. Ở đây tôi di vào chỗ con mèo thì nó lên màu vàng. Đấy. Màu đấy, thì tôi chọn cái màu bức tường này. Đấy. Thế và ok, thế thì bây giờ cho đi thôi. Và bây giờ giữa con mèo và bức tường là có sự tương tác. Đấy, nhưng mà gặp phải màu đen này thì nó vừa tiến một bước nó lùi một bước, nó tiến một bước nó lùi một bước, chân thì cứ cuống cà kê cả lên nhưng mà không đi qua được. Thế bây giờ các em lại bảo là bây giờ cái hình này này, bây giờ các em không muốn là con mèo mà muốn là con chuột thì sao? À, thế thì thầy lại thay đổi cái nhân vật này. Nhân vật này, cái hình dạng của nó đây, trang phục đây. Thì bây giờ ta lại đổi thành con chuột. Con chuột thì có con mouse đây này. Đấy, thì ta có hai con chuột, hai cái dạng điệu, cái đuôi nó ngoẩy một bên đây này, bên lên bên này cũng lên này, thì chọn con chuột này. Thế con mèo lúc là mèo lúc là chuột đây, tôi lại chọn con chuột nữa, lại thêm một cái hình nữa, lại con mouse. Là con chuột này. Thế nhưng mà muốn mèo thì mèo hẳn, mà chuột chuột hẳn, chứ không phải lúc mèo lúc chuột thì ta lại xóa đi. Ví dụ đây là xóa các cái hình con mèo đi. Đấy, thí dụ thế. Đấy. Thế là bây giờ con chuột đây, nếu mà cứ lôi nó lại thì nó lại đi, mà nó đi nhanh quá thì cho nó đi chậm lại, thì thay vì 10 bước thì chỉ có, hay là ví dụ muốn con chuột nó bé thôi, đừng to quá, thế thì thầy cô lại cho hình thức của nó, tức là hình hình dạng của nó thì nó nhỏ thôi, đừng đừng to quá nữa, mà chỉ là về hình dạng mà con thay đổi hình dạng ấy, thì là không phải là 100%, mà có thể chỉ là 50% thôi. Đấy. Ta bảo 50 nhưng mà nó vẫn là to như thế này, bởi vì chương trình có chạy lại đâu, lệnh này nó chạy lại đâu đâu. Bây giờ cái thao tác của con chuột là đang ở trong vòng lặp, nó không chạy lên đây. Và thế này kích thước tôi chỉ cho 5 bước một thôi, để cho nó đỡ. Thế đây âm 5 thôi. Đấy. Thế và bây giờ chạy lại chương trình thì con mèo nó bé hẳn đi. Đấy. Thế thôi. Thế bây giờ lại bây giờ đặt yêu cầu thế này. Bây giờ đặt thế này. Bây giờ em muốn dùng bàn phím em điều khiển thì sao? Tức là bình thường không đi nữa. Đấy. Mà phải đặt yêu cầu là nếu mà em ấn phím phải thì nó đi sang phải. Ấn phím lên, nó phải đi lên. Ấn phím trái, nó phải sang trái. Rồi mới đi. Thế thì rất đơn giản thôi. Thì mình sẽ có câu lệnh là nếu, đây tôi để con chuột đây, để các em ở một cái vị trí dễ hình dung ra. Còn câu lệnh này tôi để riêng ra, tôi tính sau. Các cái lệnh này biết rồi. Thế bây giờ mới nếu đây. Nếu mà. Nếu. Nếu gì? Cái điều kiện là nếu mà phím nào được nhấn đấy ạ? Bây giờ tôi để to ra để quý thầy cô nhìn thấy này. Này thì có nhiều phím, nếu phím nào được nhấn, thí dụ tôi chọn phím mũi tên, thí dụ như là mũi tên phải chẳng hạn được nhấn, thì cái hướng của con chuột ấy, đấy nên nó có đổi hướng bằng 90 độ. Này. Như vậy là cái 90 độ hay bao nhiêu độ học sinh chưa học không biết được. Nhưng cái mũi tên nó hướng về phía này đây. Đây là 90. Đây là nếu ấn mũi tên phải
thì cái hướng nó đi về phía này thì ghi số 90. Này. Này. Thế bây giờ tôi cũng copy lại, copy cái lệnh này lại, Ctrl C, Ctrl V, mà cái này thì các em học rồi, Ctrl V học rồi, Ctrl V học rồi, tức là bốn cái phím mũi tên thì phải ứng với bốn cái bên phải rồi. Bây giờ mũi tên trái thì chỗ này phải là âm 90, tức là cái hướng nó về phía này đây. Đấy. Thế nếu mà mũi tên lên thì phải là bao nhiêu? Ta nhớ là 0 độ thì nó là đi lên đây. Thì cái việc lựa chọn đấy thì các em, mình cho các em con số và các em không phải đoán. Mũi tên xuống thì bây giờ mình cho là 180 đây. Thì nó hướng xuống dưới. Đấy, đấy. Thế nếu mà mình đi thế này. Thế và nếu mà tôi mà cho chương trình này nó chạy thì thầy cô thấy rằng là tôi ấn phím phải thì nó quay sang phải, ấn lên thì nó lên. Nếu trái đây, xuống đây. Đấy. Nhưng mà như thế là con chuột nó không quay. Thì mình muốn cho nó quay thì mình phải đặt hướng của nó, không phải trái phải mà là quay vòng quanh, xung quanh. Như vậy là tôi chạy lên này, tôi khi mà tôi chạy lại chương trình để cho cái chỉnh để lên này, phải này, xuống này, trái này, lên này, phải, xuống này, trái này. Đấy. Thế là tôi điều khiển được con chuột rồi. Khi đã điều khiển được con chuột rồi thì tôi mới cho cái lệnh di chuyển ở dưới lên. Đấy, ví dụ thế này, tôi cho cái lệnh, cụm lệnh này vào cái góc này. Đấy, thế thì con mèo đi thôi, tôi ấn lên bên phải thì đi, ấn lên trái, lên, sang trái, ấn sang phải đấy. Thì nhưng mà đến sang phải mà gặp cái bức tường thì nó dừng lại. Đấy, và như vậy nếu các em vẽ cái mê cung rồi, thì nó sẽ, các em sẽ làm được cái mê cung mà đúng như mình muốn điều khiển bằng bàn phím đấy. Như tự ấn phím trái, ấn phím xuống là điều khiển được. Và điều này nó cũng thể hiện được cái cam kết của thầy cô với các em là gì ạ? Là ở trong cái cuốn sách này này, ở trong cái bài đầu tiên ấy, cái bài mà các em chơi cái nhà chơi thì nó có một câu là trò chơi mê cung là một chương trình được viết bằng Scratch. Nếu chăm chỉ học tập và tìm hiểu, em cũng có thể tự mình viết được những chương trình trò chơi thú vị như vậy. Như vậy 14 tiết cơ mà. Với 14 tiết, rất là nhiều thời gian, các em đủ thời gian để làm những việc như vừa rồi. Và cứ mỗi tiết các em chỉ làm thêm một chút thôi. Chẳng hạn như bây giờ, nói với các em là bây giờ các em vẽ một cái mê cung thì sao? Thế thì các em vẽ cũng được, mà các em lấy sẵn trên màn hình chẳng hạn. Thì ví dụ tôi lấy trên màn hình đây, nó có một cái từ là từ maze chẳng hạn. Đấy, tôi tra dùng Google chẳng hạn. Google, ta tra chữ maze, tức là cái mê cung. Tại vì ta viết tiếng Việt cũng được, nhưng mà cái người Việt Nam mình viết mê cung thì ít hơn. Thế nhưng còn thì cái maze của người ta có nhiều đây, thì rất nhiều mê cung đây. Thế thầy cô mê. Mê lấy cái hình ảnh của cái mê cung thì rất là nhiều. Thì cô lấy một cái. Đấy, thí dụ như là cái mê cung này chẳng hạn. Lấy ví dụ một cái. Đấy. Thế ta mới click chuột phải vào đây. Ta mới làm một shape S. Đấy, mới ví dụ đưa vào đây là cái mê cung. Đấy, tôi cất vào này. Thế thì bây giờ vào cái chương trình này, tôi mới lấy cái mê cung lên là bằng cách nào? Tôi vào cái trang phục này. Đây là trang phục, nhưng phải vào cái phần sân khấu cơ. Đây trang phục này. Và tôi bỏ cái trang phục trắng này đi. Này. Nhưng mà tôi lấy cái tệp lên. Đấy, bằng cách là tải phông nền từ tệp lên. Tệp nào? Tệp tôi vừa cất ở trên desktop ấy. Đấy, ví dụ tệp này. Ok. Thì tôi có một cái mê cung này. Đấy. Nhưng bây giờ câu chuyện là tại sao con chuột nó lại đi xuyên qua các cái bức tường? Đấy, bởi vì đấy là bởi vì chúng ta thì nhìn thấy màu đen, nhưng bản thân cái màu của cái hình trong bức tường này không phải màu đen,
nó có thể hơi sai khác thế nào đó. Ừ. Cho nên là hoặc là phải vẽ lại thành màu đen, hoặc là chúng ta phải đổi màu để cho nó đúng với cái màu của bức tường này. Đấy là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là con chuột nó phải bé lại và có thể trò chơi phải xuất phát từ đúng cái điểm của nó. Đấy, trò chơi tức là con chuột nó phải đúng ở cái đầu ra, à, đầu vào là màu đỏ, đầu ra màu xanh chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, thì ta phải có mấy cái điều chỉnh như vậy. Tức là nhắc lại, có thể viết lên bảng thành một cái kịch bản, một cái yêu cầu. Ví dụ như phải đặt con chuột đúng vị trí này, là một. Hai nữa là đặt hướng của nó phải hướng xuống này, nó đi này. Thứ ba nữa là cái kích thước con chuột nó phải đủ bé rồi này. Đấy. Và thứ tư nữa là phải đổi màu. À, thế tôi làm bốn việc ấy nhé. Đấy, ví dụ thế. Thế tôi dừng lại để cho con chuột nó đi lên lại này. Để con chuột đi lên, tôi cho nó đi đúng ở vị trí đã. Như vậy vừa rồi tôi kể ra bốn thứ. Mà thứ nhất là đặt con chuột đúng vị trí, để thay vì đặt con chuột thì tôi cho con chuột nó di chuyển đúng cái vị trí ấy. À, đây tôi đưa con chuột đến đúng vị trí này, đúng vị trí của màu đỏ. À, tôi dừng lại. À, thế bây giờ đến đây thì tôi có thể dịch con chuột nó lên. Tôi muốn con chuột nó xuất phát ở vị trí này. À, thế nhưng mà vị trí này là vị trí nào? Thì đây nó ghi đây này. Âm 100 bao nhiêu đây này, vị trí XY đây này. Thế thì đấy là một cái thì tôi mê. Nhưng mà cái kích thước con chuột phải bé đi. À, không phải 50% mà nó chỉ 30% thôi, không để nó to quá. Đấy, thế là mình mê cho nó chạy con chuột bé đi. Đấy. Nó dừng lại, con bảo con chuột nó dừng lại. Đấy, 30%. Nếu kéo con chuột vào vị trí này, tôi muốn nó đặt ở vị trí này chẳng hạn. Nó xuất phát ở đây. Đấy. Thế thì nếu mà xuất phát ở đây thì đây nó là âm x là âm 188. Ừ. Thầy cô hoàn toàn có thể dịch chuyển được âm 188 mà lại dương 134. Thế thì mình sẽ bảo cho cái con chuột. Thực ra khi mà thầy cô di chuyển con đây thì ở chỗ này nó đã đúng vị trí rồi đây này. Thì thầy cô chỉ viết kéo vào đây thì chính con số này nó đã đặt đúng con chuột vào đây rồi. Đấy. Thế xong rồi là bây giờ mình cho quay hướng xuống dưới. Hướng xuống dưới tức là đặt hướng bằng gì đấy ạ? Bằng 180 độ, tức là đi xuống dưới. Đấy, mình cho là hướng xuống dưới này. Đấy. Đấy là xong ba việc rồi. Một là kích thước, hai là vị trí, ba là đặt hướng. Còn bốn là bây giờ mình đặt màu của bức tường. Đấy. Màu bức tường thì làm thế nào? Thì như tôi vừa trao đổi với thầy cô lúc nãy là ta chọn cái bút này. Thế cái bút này thì nó lấy cái màu này. Màu này nó không thật đen lắm đâu. Đấy, màu đen nó non một tí. Thế thì ta làm thử xem. Đấy, thầy cô đi lên được, đi xuống cũng được. Đấy. Thử xem vào bức tường nó có đi được không? Đấy. Xuyên qua bức tường không? Đấy, thế đến đây bây giờ nó lấy bức tường nó dừng lại rồi đây này. Đấy. Đấy, bức tường nó dừng lại rồi đây này. Đấy. Lại sang trái này. Đấy, thế là các em làm được cái trò chơi. Đấy, và như vậy là vừa rồi với quý thầy cô thì chúng ta làm trong vòng độ nửa tiếng. Nhưng các em có 14 tiết cơ mà. 14 tiết tức là 14 lần cái nửa tiếng 35 phút. Đấy, tất nhiên các em mới chậm hơn mình. Thế nhưng mà thầy cô cứ từ từ. Tôi nghĩ rằng là và để cho các em thời gian làm. Và khi các em làm nhiều rồi thì các em có cái hứng thú và nó cũng thể hiện cái cam kết của quý thầy cô trong cái câu đầu tiên của cuốn sách, tức là gì ạ? Tức là với trò trò chơi mê cung là nếu chăm chỉ học tập và tìm hiểu, em cũng tự mình biết được chương trình như vậy. Đấy, tức là thầy cô cũng rất là chân thật với các em và thấy là việc làm đó cũng thật sự là không khó, nhưng phải chăm chỉ, và qua đó cũng rèn luyện được cái gọi là cái phẩm chất chăm chỉ của các em. Còn như vậy là không sợ khó, chỉ sợ mình không chăm. Đấy, thế thôi. Đấy, thế thì qua một cái ví dụ như vậy thì thầy cô có thể làm thử
một ở một cái thao tác nào đó hoặc là thầy cô làm cả đấy. Thế thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ. Thì nếu thầy cô có câu hỏi nào đó thì chúng tôi cũng tiếp tục giải thích. Đấy, thế mà cũng để cho thầy cô có một cái khoảng thời gian để suy nghĩ và đặt các câu hỏi. Thì Chiều phi đi một tí. vâng, thì nhóm tác giả cũng sẽ để có một cái clip, một cái tiết dạy mà chỉ 35 phút nhưng mà chỉ co lại còn có 15 phút thôi. Vâng, mời quý thầy cô theo dõi. À, tiết học này là thực hiện bài 11, cấu trúc lặp. Đây là tiết học lý thuyết. Thì cô giáo cũng đã thiết kế trọn vẹn một cái hoạt động từ khởi động cho đến khám phá, rồi thì củng cố, và cũng đã biên tập lại trong thời lượng 15 phút. Thì sau đây xin mời các thầy cô sẽ theo dõi. Sau đó thì chúng ta cũng có thể đưa lên phần tin nhắn các cái bình luận của quý thầy cô về cái tiết dạy minh họa này. Xin mời các thầy cô cùng xem. Vào tiết học, cô mời các con cùng hát khởi động bài hát sau. Mời cả lớp đứng lên. Vâng, thưa quý thầy cô, chúng ta cũng đã trải qua ba trong bốn cái phiên làm việc của ngày hôm nay. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại để trao đổi một số nội dung trước khi chúng ta nghỉ kết thúc cái buổi tập huấn. Thế như chúng ta trao đổi thì cũng có ba cái nội dung nữa cần phải đề cập đến. Và thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái nhận xét về tiết dạy của cô giáo. Nếu mà thầy cô cũng có những cái việc trải nghiệm, có thể có cái tham khảo nào đó để mà để rút kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa là thông qua một cái ví dụ về cái tạo ra hình ảnh một cái chương trình trong mê cung vân vân, lúc nãy là một cái trò chơi. Thế thì thầy cô thấy có đã thử làm chưa, để có cái khó khăn gì không, để chúng ta cũng có thể có cái tiếp tục hỗ trợ nếu cần. Vâng, nếu mà thầy cô có thể nêu lên trên cửa sổ chat thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để làm sao cho cái việc dạy một cái nội dung như vậy tưởng là khó khăn nhưng có khi nó lại trở thành hấp dẫn với các em. Và điều thứ ba tức là chúng ta sẽ ứng dụng một vài cái tức là thử một vài cái ứng dụng của cái trí tuệ nhân tạo vào việc dạy học. Vâng, xin mời thầy cô chúng ta đưa ra câu hỏi. Vâng, chúng tôi sẽ đợi 1 2 phút, vài phút để quý thầy cô đưa nội dung câu hỏi lên và đưa những cái gọi là ý kiến, nhận xét về tiết dạy cũng như là những câu hỏi. Ở vùng đây là học sinh vùng thuận lợi, học sinh lớp 5 mà lớn quá. Vâng, đúng là ở vùng khó khăn thì học sinh các em lại nhỏ hơn. Và thế thì mà nó nhỏ như thế thì bản thân cái việc dạy học cũng như là cái tiếp xúc xã hội của các em nó cũng ít hơn, cho nên là tôi cũng hiểu là cũng, nhưng mà lại nếu mà như thế là nó được cái là rất là ngoan, cho nên là gần như thầy cô bảo cái gì là các em làm được cái đấy. Thế thì nếu mà thầy cô làm chậm và theo ba bốn bước, đầu tiên là các thầy cô làm một lần để các em biết được rằng là thầy cô đang làm gì và các em sẽ phải thực hành cái nhiệm vụ gì, làm lướt một lần. Lần thứ hai quý thầy cô làm chậm lại để các em hình dung ra. Và đấy, thì bước thứ ba là mình vừa làm nhưng mà mình lại có những cái từ khóa mình nói để các em biết rằng là cái chỗ này là phải làm cái gì, chỉ cần nghe cái từ khóa là mình vừa làm mình vừa nói. Và bước thứ tư tức là những cái từ khóa đó được quý thầy cô gạch đầu dòng ra trên màn hình
Vậy vì các em chỉ cần nhắc đến cái từ khóa đó là các em gợi nhớ lại được cái thao tác lúc trước cô đã làm. Thế là các em cứ nhìn vào cái màn hình với cái từ khóa đó là các em nhận ra. Vâng, thì như vậy là với các em học sinh chậm cũng có thể làm được. Vâng. Thế nếu mà thời gian, nếu mà thầy cô cũng có câu hỏi nào đấy thì xin mời các thầy cô đưa lên thì chúng tôi cũng sẽ giải đáp. Thế còn nếu mà không có thì chúng ta cũng lướt qua một số các cái nội dung. Ví dụ thế này, chúng ta lưu ý rằng là học sinh ở lớp 5 ấy thì các em mới học biểu thức số, chưa học cái biểu thức tổng quát, cho nên là đến lớp 8 thì các em mới thực sự học lập trình. Và ở trên màn hình là chúng tôi ghi cái yêu cầu cần đạt trong môn toán của học sinh lớp 5, tức là chỉ làm quen với biểu thức số đấy, chứa 1, 2, 3 chữ, mà bây giờ ở trong ngôn ngữ lập trình ta gọi là biến, thì cái chữ kia chỉ là chữ A, chữ B thôi. Và đấy thì biểu thức số chứa 1, 2 hoặc 3 chữ ở trường hợp đơn giản. Đấy, thì như là ta tính chu vi hay diện tích của một hình chữ nhật hay hình thang, hình tam giác, thế là các em có thể làm được. Vâng. Ở đây chúng ta cũng thầy cô cũng biết là ở trên internet ấy, thì có cái bản Scratch, cái bản trực tuyến và có thể chạy ngay trên bản này. Thế thầy cô cũng có thể download về, cũng như là trên màn hình thì, trên 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 cái đường link ấy thì chúng tôi cũng đã đưa lên. Ví dụ như ở đây là tôi đưa lên cái hình để thì cô ấy là buổi buổi sáng chúng ta cũng đã nói đến cái đường link tài liệu đấy. Thì trong cái tài liệu đó chúng tôi xin giới thiệu lại để với thầy cô nhìn thấy là có những cái tư liệu đấy, ví dụ như là cái tài liệu này đây. Đấy. Thì trong này thì cô thấy rằng là có cái phần tư liệu dạng thì ở trong này cũng có cái bản Scratch mà thầy cô download về để cài đặt được. Tức là đây là Scratch 3, tức là bản phiên bản mới chạy trên Win 10 được. Thế rồi là các cái chương trình cũng có sẵn rồi. Đó. Thế còn cái phần mà tài liệu tham khảo ở đây có cái quyển sách là Tự học Scratch. Đấy, thì thầy cô cũng có thể vào đây. Thì cuốn sách này là của thầy Bùi Việt Hà, cũng là tác giả, một một trong những tác giả của tin học lớp 7 đó, bộ kết nối. Và thầy cũng còn là tác giả của tin học bộ kết nối nhưng ở bậc trung học phổ thông. Và thì cái tài liệu này thầy Bùi Việt Hà đã đồng ý cho chúng ta chia sẻ để mọi người có thể học được, và rất là nhiều nội dung đấy. Đấy, rất nhiều nội dung từ việc làm quen với Scratch đến thiết kế trò chơi, rồi làm những cái bài, nhiều bài toán khác. Vâng. Đấy, thì cái này cũng là một cái tư liệu rất là tốt để cho quý thầy cô sử dụng và có thể hỗ trợ, qua đó thì hỗ trợ các em học tập. Vâng. Thì ngoài những nội dung này ra mà chúng tôi sẽ tiếp theo đến cái em. Chủ đề 6. Vâng. Hướng dẫn sử dụng thì cũng có rồi. Đấy. Thế rồi là hoặc là ví dụ như thế này, thầy cô cũng có thể làm một cái ví dụ về pháp lập giống như lúc nãy chúng ta đã làm. Đấy. Đấy. Hay là ví dụ như là vừa rồi cái trò chơi chúng ta làm nốt cái trò chơi này chẳng hạn, ví dụ như thầy cô cho lặp liên tục là như vậy, nhưng mà nếu mà đi như thế thì con mèo nó có thể là đi đến cái màu xanh này thì là nó không kết thúc, và thì chúng ta chỉ cần thay cái vòng lặp liên tục này này thành một cái vòng lặp là gì ạ, là vòng lặp đây là lặp có điều kiện, tức là lặp lại cho đến khi đây, tức là lại lặp lại bỏ cái lặp liên tục này đi, mà lặp lại cho đến khi nào, đến khi mà nó gặp cái màu xanh của cái đầu ra đấy, ta thay cái màu này này thì bằng mà lấy cái bút chỏ vào cái màu xanh này
Đấy, thế là khi nào mà nó gặp phải màu xanh này thì nó dừng lại. Đấy, thế thì cái trò chơi này cũng dừng lại thôi. Đấy. Thế thì nếu mà như thế này thì ta có thể để chơi với tất nhiên là đấy. Đấy là ta làm không cho nó dừng lại, chứ nếu mà ta cho nó dừng lại một phần 10 giây chẳng hạn thì nó cũng nhanh thôi. Đấy. Đấy, thì cuối cùng là chúng ta chỉ có một cái câu là khi ta đến đây rồi thì ta chúc mừng chiến thắng, rồi là có một cái đoạn nhạc nào đấy, thế là xong. Vâng. Thế thì xin kết thúc cái nội dung này ở đây ạ. Vâng. Và phần thứ ba là bây giờ xin giới thiệu với quý thầy cô một số cái công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh mà các thầy cô cũng đã thấy ở trong này rồi. Đấy. Ví dụ ở đây là cô Mai cũng đã soạn một cái tài liệu đấy ạ, sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh đây. Đấy. Thế thì là đấy. Đang lốt lên. Tôi có thể mở trên kia này nó nhanh hơn. Vâng. Đây, tài liệu tham khảo đây. Thì có cái tài liệu là sử dụng công cụ AI trong dạy học tin học. Đấy. Thì cô thấy rằng là cũng có nhiều công cụ. Đấy. Đấy. Thế thì bây giờ chúng tôi xin mời thầy cô sẽ thử một vài cái công cụ. Thí dụ như là bây giờ chúng ta muốn nói về một cái muốn. Vâng ạ, buổi sáng chúng ta đã gửi tài liệu rồi, bây giờ tôi sẽ gửi lại ạ. Vâng. Buổi sáng nay cũng đã gửi rồi đây, bây giờ tôi xin gửi lại. Vâng. À, tôi lấy trong cái tài liệu trong cái đường link này đây. Đấy, thầy cô thấy rằng là nó có cái tài liệu tập huấn này và tài liệu, tư liệu hỗ trợ để học, tôi có lẽ copy một cái này thôi. Vâng. Để thầy cô đỡ mất nhiều thời gian. Vâng. Đấy, thầy cô gõ xem đã liên kết được chưa ạ? Và thưa thầy cô, trong này là có rất là nhiều tài liệu. Chỉ có điều là chúng ta chưa khai thác thôi. Đấy, và như tôi nhắc lại là cái tệp link là chứa rất là nhiều đường liên kết khác. Đấy, bây giờ mà là những cái tài liệu rất là hữu ích. Cho nên là thầy cô cũng khai thác. Chứ nhiều khi chúng ta hỏi là có tài liệu này hay tài liệu kia chưa? Đôi khi là đã có rồi, nhưng mà do vô tình chúng ta không để ý. Thành ra là ta không biết là đã có. Vâng. Thì thưa quý vị cô, ở đây chúng ta cũng đã nói đến cái công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Ở đây tôi lấy một vài cái để quý thầy cô làm thử. Đấy, ví dụ như ở đây là chúng ta nói đến cái gamma.app. Vâng. Tức là nếu như chúng ta tạo ra một cái bài học một cái bản trình bày, một cái bài trình bày là rất khó. Thế ở đây tôi hiển thị lên một vài cái thôi. Ví dụ như thầy cô muốn tạo bài trình chiếu làm một thế nào? Đấy, thế thì ví dụ như bài trình chiếu về một nội dung nào đấy chẳng hạn. Ví dụ như là thầy cô muốn nói về những cái ví dụ bài số 1 là những điều, những công việc mà học sinh có thể làm được. Tôi lấy cái yêu cầu cần đạt ra. Đây, yêu cầu cần đạt đây. À, mà của lớp 5 mà. À, chương trình lớp 5 hả? Là
Ví dụ đây. Đấy. Ví dụ tôi lấy rằng là tôi gọi ở đây tôi gọi gamma chấm áp. Đấy. Thì trong cái ứng dụng này á, thì cô thấy rằng là mình có thể tạo được rất là nhiều thứ. Đấy. Và khi mà chúng ta tạo ra một cái mới, ví dụ như ở đây là nó có thể tạo ra được bằng thì bằng cách này thì là nó miễn phí trong vòng độ 10 slide. Thế thì trong thời gian rất là ngắn thì cô có thể tạo ra được những cái như thế này. Thế thì máy tính nó tự tạo ra trong vòng mấy mấy chục giây thôi. Thì tôi đề nghị là bây giờ chúng ta thử làm. Đấy, thì cô vào gamma chấm áp này. Đấy. Thì trong cái gamma chấm áp này thì cô thầy cô ta chọn cái tính năng là create new. Đấy. Và trong create new này thì chúng ta generate tức là sinh ra, tạo ra một cái mới. Đấy. Thế khi mà tạo ra như vậy thì mình có thể chọn là tối đa là 10 10 thẻ, mười mấy thẻ đấy là tùy mình. Nhưng mà khi mà nhiều thẻ hơn thì mình phải mất tiền. Nhưng tối thiểu là 10 thẻ, à tối đa là 10 thẻ thì thầy cô được miễn phí. Thì mình có thể chọn 8 thẻ, 10 gọi là 10 slide đấy. Thì ngôn ngữ mình có thể chọn là tiếng Việt. Tùy mình thôi. Đấy. Tiếng Việt. Thầy cô cho viết vào đây một cái yêu cầu. Ví dụ như là thầy cô ví dụ như là nói là hãy tạo một bài trình bày. Bài trình bày. Nêu những ví dụ hay là nêu cho biết máy tính giúp học sinh có giúp học sinh có thể giúp học sinh 13 tuổi trong việc giải trí học tập thì mới gõ là số ví dụ thế em ạ. Đấy, nếu mà thầy cô gõ như thế này thì tạo ra cái outline là cái dàn ý đã. Đấy, thế sau đó từ cái dàn ý rồi thầy cô có thể sửa cái dàn ý ra và cho nó tạo tiếp. Đấy, thầy cô thử thử thực hiện xem. Và nếu mà đây tôi làm dàn ý đây và như vậy là nó tạo ra mình bảo 8 slide hay 10 slide là nó tạo ra các slide này với các nội dung là đầu tiên là giới thiệu vai trò của máy tính. Đấy, trong cuộc sống thế nếu mà thầy cô chỉ cần nói thế này thôi bỏ cái này đi đấy thì nó cũng cái tiêu đề như vậy thì bỏ chữ 13 tuổi này đi cách giải trí cách máy tính giúp học sinh thư giãn và vui thư giãn thôi giải trí bỏ những thứ này đi giải trí đấy, đấy. Thế thì bỏ cái giải trí này đi đấy ví dụ thế hay là phần học tập đấy. Tách máy tính hỗ trợ hay là hỗ trợ học sinh bỏ những 13 tuổi đi à. Hỗ trợ học tập đấy như thế tìm kiếm cách máy tính hỗ trợ gì đấy hỗ trợ học sinh tìm kiếm và tiếp cận thông tin đấy. Hay là trao đổi thông tin chẳng hạn đấy. Thì cách máy tính giúp học sinh đấy, trao đổi và chia sẻ thông tin giao tiếp và chia sẻ thông tin đấy, rồi là thứ sáu là hợp tác chẳng hạn cách máy tính giúp học sinh làm việc nhóm và hợp tác. Đấy. Bảy là cách máy tính giúp học sinh tạo ra sáng tạo và phát triển các sản phẩm số. Rồi tám là lợi ích của bỏ chữ 13 tuổi thì cũng được. Đấy.
Đấy, ví dụ thế. Thế thì thầy cô có thể tối đa và ta cho nó generate là sinh ra thôi, ta continue. Đấy, tiếp tục sinh ra. Thầy cô làm thử và ta đưa lên đây những cái ví dụ mà thầy cô đã làm được xem ạ. Xem đã làm được chưa ạ. Đấy, ta continue này. Đấy, thì họ cho mình chọn những cái theme, tức là chọn những cái hình thức của cái slide. Thầy cô với học sinh thì thích cái màu trong sáng này chăng, hay là có cái màu xanh này, màu đen thì nó tối quá, hay là có những cái chữ kiểu nó cũng, những chữ này vào tiếng Việt có thể là nó sẽ hơi bị mất cái phông, thì mình chọn cái chữ nào đấy. Ví dụ tôi chọn cái này đi, ví dụ thế. Mình thử thì vào chữ generate này là tức là sinh ra. Khi tôi click vào đây thì thầy cô thấy rằng là nó sinh ra rất là nhanh. Đấy, ví dụ như là chúng ta chờ trong vài chục giây thì đã thấy rằng là đấy, mà sinh nó sinh ra thì các cái slide nó sinh dần ra có 10 slide thì nó đang sinh ra rất là nhanh. Đấy. Và đấy chính là cái đặc điểm của trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Tạo sinh tức là trí tuệ nhân tạo bây giờ không phải chỉ là để nhận dạng các cái đối tượng mà còn sản sinh ra các nội dung. Đấy, thế thì những cái hình ảnh này quý thầy cô cũng nên kiểm soát lại, bởi vì đôi khi là nó cũng không phù hợp với học sinh, toàn những người lớn ngồi trước cái máy tính, mà trong khi đối tượng của ta là học sinh thì chúng ta cũng sửa chữa nó đi, nhưng ít nhất là chúng ta có một cái tài liệu như vậy. Vâng. Đấy, thầy cô thấy rằng là một cái tài liệu như thế chúng ta có thể làm nhiều việc và có thể trình bày luôn, nhưng cũng có thể share. Đấy, khi mà share thì là ở dưới dạng là mình có thể export, là tức là mình tạo ra một cái tệp PowerPoint chẳng hạn. Đấy. Đấy, thì nó đang tạo ra đây, tạo ra thành một cái tệp export, tức là nó xuất ra một thành một cái tệp PowerPoint. Thế và tệp này tôi có thể gửi lên để quý thầy cô tham khảo chẳng hạn. Đấy, thì ví dụ thầy cô làm một động tác như vừa rồi thì để máy tính nó đang tạo ra mà. Thì thầy cô thử làm xem, bởi vì chỉ có khi nào chúng ta làm thì chúng ta mới thấy rằng là à, nó cũng khá là thuận lợi. Thế còn nếu mà mình không làm thì đến lúc mà cần phải làm đôi khi mình ngại ngại, bởi vì mình chưa chưa làm bao giờ thì mình không biết là các bước thế nào. Bây giờ thầy cô cứ vào chữ gamma.app rồi cứ làm theo cái hướng dẫn, và chú ý là cái từ khóa generate là sinh ra, tạo ra. Thế còn cái từ khóa prompt là mình đưa vào cái yêu cầu của mình. Thế việc thứ nhất là nó sẽ tạo ra một cái dàn ý. Đấy, nó có thể có lỗi nhất định này. Thế ta làm lại. Đấy. Có thể nó có mạng nữa thì nó lỗi. Thì thấy cô thử làm xong và đưa cái sản phẩm lên trên mạng này. Vâng. Ở đây mình có thể chia sẻ luôn. Ví dụ như là tôi muốn chia sẻ với thầy cô thì là tôi copy cái đường link này chẳng hạn. Đấy. Thì như thế là tôi sẽ là tác giả và thầy cô có thể xem nhưng không thể download được. Tôi nói thí dụ như là đây tôi đưa lên đây thì thầy cô lại không download được, bởi vì là nhưng mà nếu tôi đưa dưới dạng PDF thì thầy cô có thể được. Đấy. Thế tôi dán lên đây. Đấy. Thì thầy cô có thể vào cái đường link này là thấy được đấy. Đấy. Thế còn đây là nó đã download rồi. Đấy. Nó đã đưa vào đây đây này. Đấy, như vậy là ở trong cái thư mục download của tôi nó đã có cái thư mục download đây, nó đã có cái tệp PowerPoint này rồi đây. Và tôi có thể mở lên được. Và nó cái tệp mà tôi đang mở ở trên máy tính này cũng giống như là cái tệp mà quý thầy cô có cái đường link đấy. Thí dụ như đây nó có 10 slide đây. Đấy. Thầy cô thấy rằng là với cái nội dung là vai trò của máy tính trong cuộc sống của học sinh. Thế thì ở dưới góc dưới bên phải này nó có một cái cụm từ là made with gamma thì hay là gì đấy, thì là thầy cô biết rằng là đây không phải là bản quyền, đây không phải là quyền tác giả, mà nó chỉ cho mình biết đây là cái sản phẩm được tạo ra bởi gamma.app.
Thế thì nhưng mà tác giả chính là các thầy, các cô là người sử dụng, cho nên mình phải chịu trách nhiệm về mặt nội dung. Cái điều này nó vừa là quyền nhưng cũng vừa là trách nhiệm. Tức là nếu mà nội dung này nó sai, sai phạm, có cái gì mình sai phạm là chúng ta phải chịu trách nhiệm, chứ chứ không phải là bỏ ra do cái phần mềm đó tạo ra đâu. Đấy, thì ví dụ như chúng ta đây là hình ảnh toàn người lớn thôi, trong khi nếu mà chúng ta muốn trình bày cho học sinh thì chúng ta phải đưa một cái khác vào đấy. Hay là những cái hình này là thầy cô có thể thay đổi đi, đây là học sinh lớn rồi. Học sinh này là học sinh như là học sinh trung học phổ thông rồi. Thế thì mình phải đưa những cái ảnh khác vào cho phù hợp với học sinh. Thì lúc nãy là tôi có ý là đưa học sinh vào. Nào mời thầy cô có thể làm được cái nội dung này không ạ? Thế nếu mà chúng ta không thì chúng ta chuyển sang nội dung khác. Và mời thầy cô đưa lên một cái ví dụ, một thầy cô nào đó đã từng làm rồi thì ta đưa lên các cái ví dụ của mình để thầy cô cũng có dịp làm quen đi. Vâng. Thì trong lúc đợi thầy cô có thể tiếp tục đưa lên thì chúng ta có thể giới thiệu một cái sản phẩm khác, một cái công cụ khác. Tuy nhiên là lời khuyên là các thầy cô nên làm một lần. Bởi vì nhiều người cũng có hỏi rằng là liệu cái sản phẩm này có miễn phí không? Thì thưa quý thầy cô là nó miễn phí nhưng nó chỉ có ý nghĩa với những người sử dụng thôi. Nhưng còn nếu mình không sử dụng nó thì cái việc miễn phí là nó sẽ không có ý nghĩa lắm. Bởi vì nếu mình không dùng nó thì miễn phí hay là không thì nó cũng chẳng có tác dụng gì. Người ta thầy cô có thể đấy cũng là lý do mà tại sao cái thời gian mình học kỹ năng cũng có mức độ thôi, kỹ năng gọi là kỹ năng sử dụng máy tính ấy, mà chính là thời gian mình phải có cái kiểm soát về mặt thông tin, biết là thông tin nào phù hợp, thông tin nào không phù hợp đấy. Và cảm ơn chỗ trường tiểu học Đắc Xú Ngọc Hồi, và tôi xin view lên cái tài liệu mà thầy cô đã gửi lên. Cảm ơn thầy cô là đã rất là cộng tác, rất là nhiệt tình. Vâng. Đấy, tôi view lên cái... Đấy. Đấy, thì có thể là đấy là cái đường link mà nó yêu cầu mình cần phải thôi rồi tôi không login nữa thì thôi, thầy cô cũng thể vào xem cái nội dung này được. Vâng. Đấy thì đây là thầy cô là có cái nội dung là thuyết minh, đây là prison, đây ở chế độ prison, hay là mình có thể đặt ở chế độ là full screen để mình trình bày. Đây đấy là thầy đưa ra nội dung về thuyết minh một cái giải pháp sáng kiến kinh nghiệm đấy. Đấy. Giải pháp này, kết quả này, sản phẩm tạo ra, đúng không? Đấy. Nhưng mà đây là vâng, nó có các cái mục chi tiết hóa rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà đây là không phải là mình view dưới dạng cái slide. Còn nếu mà view dưới dạng slide thì có thể là nó sẽ đấy, thì trong cái đấy nó có rất là nhiều chi tiết đấy. Và tầm kích vào mỗi một nội dung này nó lại tiếp tục mở ra những cái nội dung khác. Và thế bây giờ chúng ta sang một nội dung khác, một cái ứng dụng khác, thí dụ như là Gemini.google, tức là công cụ của Gemini thì có thể giúp thầy cô rất là nhiều thứ, trong đó có cái việc tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ như là ở trong một cái ma trận, quý thầy cô cần có ví dụ như là một số câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ như là đây tôi mở cái Gemini ra này. Đây, trong cái Gemini.google.com này. À, thì lưu ý là không sử dụng cho những cái đuôi .edu. Vì thế tôi vào cái tài khoản có đuôi là Yahoo. Thì ở đây nó cũng có cái prompt là cái yêu cầu.
Thế tôi mới hỏi nói là hãy tạo ba câu hỏi trắc nghiệm. Nhưng mà lớp 4, lớp 5 rồi thì chưa câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn đi. Chứ không phải 3 lựa chọn nữa. Về nội dung gì đấy? Về những việc học sinh, một học sinh lớp 5 hay là học sinh 13 tuổi có thể làm được với máy tính. Đấy. Đấy. Ví dụ thế. Thế thì là nó sẽ tạo ra ngay những câu hỏi. Câu 1 đây. Việc nào sau đây không phải là một hoạt động thường ngày mà học sinh 13 tuổi có thể làm việc với máy tính? Ví dụ như là câu 2, câu 3, câu 4. Đấy. Công cụ nào sau đây thường được sử dụng để tạo ra hình ảnh đồ họa đơn giản? Không thể là trình duyệt ép rồi. Không thường phần mềm soạn thảo văn bản thì cũng có thể... trong đó có thể có hình ảnh nhưng không phải là công cụ để soạn hình ảnh, nhưng chính là phần mềm vẽ và thiết kế đồ họa như là Paint, Photoshop đấy. Rồi phần mềm lập trình thì cũng có thể có hình ảnh nhưng mà nó không phải là chuyên làm đồ họa. Thế đáp án là câu 1 là C, là sửa chữa phần cứng là một công việc đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, không phải ai có thể làm được, đặc biệt là học sinh 13 tuổi. Thế thì cái câu hỏi này nó không phù hợp. Mình cần 3 câu thì mình cần 2 câu thì mình cho nó sinh ra độ 3-4 câu đi. Rồi mình loại bớt hoặc mình sửa đi các hoạt động tìm kiếm tài liệu này, vân vân. Câu B, câu 2 thì đáp án là B đấy. Câu 2 là một học sinh có thể sử dụng máy tính để làm gì? Xem phim, nghe nhạc. Nhưng mà đây là để học tập hiệu quả cơ mà. À, chat với bạn bè suốt ngày đêm thì không thể chơi game online liên tục thì không phải rồi. Mà chính là tìm tài liệu tham khảo, làm bài tập trực tuyến và tham gia các diễn đàn học tập. Đấy, thì nó cũng có cái giải thích đấy. Câu 3, đây chỉ là một số ví dụ. Đấy. Hay là ví dụ như thầy cô cũng có thể cho nó lập trình được. Đấy, ví dụ như là thì ở đây là mà nếu mà thầy cô muốn thử ấy, thì thầy cô cũng thử gõ lên đây các yêu cầu và nêu một số các cái nội dung mà thầy cô có thể tạo được. Thầy cô thử nêu, và cái khó nhất ở đây chính là tạo ra cái form này. Chúng ta vào cái Gemini. Tôi hiển thị lên đây để quý thầy cô mình đúng là kesemini.google. Vâng, xem có thầy cô nào thực tạo ra một số câu hỏi trắc nghiệm chắc. Đấy. Thì với câu hỏi trắc nghiệm này thầy cô có thể copy lại được, có thể chia sẻ được. Tôi nói ví dụ như thế này, ở đây mình muốn chia sẻ với mọi người đây, hoặc export ra được. Thế mình export to doc được, có thể chia sẻ với mọi người. Có thể chuyển vào email. Đấy, thế nhiều thứ. Đấy. Mình có thể copy được cả cái này. Để mình dán vào một tập đốc riêng của mình. Thế cái này nó cũng rất là thuận lợi. Vâng, thế hoặc là tôi cũng làm một cái ví dụ thứ ba. Đấy, thế nếu mà thầy cô nào mà làm lên được rồi thì ta cũng dán lên trên cái trang hội thoại này. Để thể hiện kia cũng để cho chia sẻ với mọi người, nhưng đồng thời cũng là cái thể hiện cái chia sẻ. Và thế một nội dung khác là tôi dùng cái đấy, cái trường tiểu học số 2 Băng Đắc Đoa. Vâng, Băng Đắc Đoa thì tôi cũng chia sẻ cái nội dung mà thầy cô đưa lên đấy. Đấy thì đây cái slide mà thầy cô đưa lên đây rất là hay, giới thiệu về SWAT thế này đấy, là một ngôn ngữ lập trình trực quan được thiết kế đặc biệt cho trẻ em, giúp trẻ em học tập các dạng tạo dự án tương tác trò chơi. Đấy, cô Nguyễn Bích Thủy đấy, thì là rất là hay. Đấy, cô có cái tương tác và chắc là cô xuất ra dưới dạng PDF hay chăng. Đấy, lợi ích của việc học SWAT này, kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo và tư duy phản biện, rồi phát triển những kỹ thuật số đấy, thì nó cũng rất là hay. Tất nhiên là nó cũng tương đối chung chung, nó đi vào sâu sắc hơn thì cũng chúng ta cũng phải gia công thêm một chút đấy, cái thiết bị và những câu lệnh rất là đơn giản nó có thể minh họa cho mình. À.
Thì hướng dẫn tạo dự án đơn giản. Đấy, cô Bích Thủy đã đưa lên một cái trang rất là hay. Hay là bây giờ tôi xem là trường Chư C ở Gia Lai, thấy cô cũng đưa lên một cái sản phẩm của Gemini. Ở đây tôi xem là này, thì như vậy là thầy cô đã sử dụng được rồi. Vâng, cảm ơn quý thầy cô có cái tương tác rất là tích cực. Thì ở đây tôi lại lấy cái nội dung mà của này, của trường QC trong Gemini. Vâng, các thầy cô cũng đưa lên cái theo nội dung là gì ạ? Câu hỏi trắc nghiệm về trồng cây. Đấy, tạo câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án về các bước trồng hoa cây cảnh. Đấy, ở đây là ABCD, đáp án là C đây, để cho biết luôn. Đấy, như vậy là thầy cô đã tương tác rất là tốt. Và thầy cô sẽ thấy rằng là cái công cụ này nó rất hữu ích khi mà chúng ta cần phải làm một cái đề thi cho các em. Mà mình đôi khi mình nghĩ ra nó rất lâu, nhưng mình có sẵn một cái phương án đầu tiên rồi để mình ngồi mình sửa, tất nhiên là phải sửa. À, chứ còn bây giờ nếu mà mình lấy nguyên của nó ấy, đôi khi là nó cũng không phù hợp đâu. Nên thầy cô cũng lưu ý. Bước đầu tiên khi trồng một cây hoa là gì? Đầu tiên làm sao có tưới nước được, đầu tiên không thể bón phân được, mà phải là chuẩn bị đất và chậu. Và đáp án C là rất đúng. Đấy. Nhưng mà lại phải đặt câu hỏi là ví dụ như trong cái phần các em học về sinh học chẳng hạn, thì họ có dạy các cái 4 cái bước này không? Thế nếu mà nội dung họ lại dạy cách khác mà mình lại đưa ra 4 cái nội dung này thì nó lại, thế là họ phải có cái bài học nó có nội dung đó. Đấy, thế ví dụ thế. Hay là công cụ nào sau đây không cần thiết khi chuẩn bị cây cảnh? Xẻng, kéo cắt tỉa, búa, bình tưới. Cái búa thì không cần rồi, thế làm trồng cây mà lại dùng búa thì rất là không được rồi. Thì đáp án C là đúng. Cái câu hỏi đất tơi xốp tại sao? Là vì để cây dễ hút nước. Thì đáp án và cả A và B. Nhưng mà dễ 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 cây phải là rễ, rễ, nhưng mà dễ này là sai. Để cây dễ hút nước à, dễ dàng đây cũng được. Cây dễ quang hợp thì cũng không rõ là cái việc quang hợp mà lại tơi xốp thì nó là gì. À, như vậy đáp án D mới là đúng, cả A và B. Tức là đấy, thì mình phải xem lại cái nội dung về mặt là khoa học. Và hay là tôi lấy một cái các cái tương tác khác thì các thầy cô thấy rằng là ở trường Đắc Sú các thầy cũng đã đưa lên rồi. Đấy, Bình đưa lên đây để các thầy cô cũng cùng chia sẻ. Thầy cô có hỏi trường Công Giang, thầy có hỏi là phải đăng ký tài khoản Gamma thì không phải đăng ký gì cả, dùng miễn phí. Tất nhiên là thầy cô phải có một cái tài khoản. Tài khoản ấy là tài khoản dùng email của mình. Thầy dùng tài khoản Yahoo cũng được, tài khoản Hotmail cũng được, tài khoản Google, Gmail cũng được. Nhưng mà thường thưa thầy không có gì khó cả. Trường Băng Đắc Đoa các thầy cô hỏi là vào cách nào, thì thầy cô chỉ cần gõ cái đường link này này, gemini.google.com. đây tôi đây cái Gemini này. Thì cô gõ cái này vào cái địa chỉ URL thôi, gemini.google.com. đây là công cụ của Google. Vâng, thế thì trường Bắc Đắc Đoa thấy nó vào được chưa? Thế thì tất cả những cái này thì là đều là miễn phí hết. Nó người ta chỉ yêu cầu mỗi cái là mình dùng thôi. Mình dùng thì họ có dữ liệu. Đấy, họ biết yêu cầu của mình. Vâng, thế cảm ơn chỗ trường Đắc Đoa, thầy vào được rồi là tốt rồi. Thế thì không cần, tức là miễn phí hoàn toàn. Đấy, chỉ có điều là ví dụ như là thầy cô làm cái gamma.app mà thầy cô muốn là nhiều slide hơn, người ta chỉ cho tối đa là 10 thôi. Nhưng nếu thầy cô muốn là chi tiết hóa một cái slide thứ ba chẳng hạn, thì thầy cô lại trích một cái nội dung đó ra. Thầy cô hỏi nó vào nó viết kỹ thêm là thành 6 cái slide riêng cho một cái nội dung thứ ba. Thế là nó sản sinh ra tiếp và thầy cô dán nó vào. Tức là mình, thế thì mình có rất là nhiều. Và thay vì mình làm một lượt 30 cái slide, mình mất tiền.
thì mình sẽ không làm cái chuyện đấy, mình làm một lượt chỉ 10 cái thôi, xong rồi là với mỗi một nội dung thì mình lại thêm chi tiết hóa thành những slide khác, thì với mức độ như vậy mình không mất tiền gì cả. Vâng, cái này hoàn toàn miễn phí. Đấy, thế nên là vừa rồi là khuyến khích quý thầy cô vào, là bởi vì nếu không thì mình cũng cứ e ngại. Vâng. Hay là ví dụ như là chúng ta tạo ra một cái một bức tranh chẳng hạn. Đấy. Thì bây giờ mình tạo ra một bức tranh là rất khó. Bây giờ mình không phải là họa sĩ, mình cũng không có một cái sáng kiến để mình tạo ra. Đấy. Thế bây giờ làm thế nào mà tạo ra được, thì ở trong một cái công cụ tìm kiếm của Google gọi là Google Search, nhưng còn đây là công cụ tìm kiếm của Microsoft, nó gọi là Bing. Thì thầy cô vào bing.com thôi. Thì trong bing.com thì nó có cái công cụ search bình thường, nhưng có một công cụ nữa gọi là Copilot. Thì đây chính là cái công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Đấy, Copilot. Và mỗi một cái công cụ này thì đều có một cái phần nó gọi là cái câu hỏi để mình hội thoại với nó, mà chúng ta gọi là hội thoại thông minh đấy. Đấy, thầy cô ví dụ muốn hỏi điều gì cũng được. Ví dụ như là muốn hỏi nó gì, thay vì là cái kết quả của tìm kiếm nó đưa ra một cái danh sách các cái đường liên kết, thì đây nó trả luôn lời luôn cho mình thành một một cái ý thôi, một cái câu trả lời thôi, chứ không cần phải mình phải lựa chọn trong cái đường link đó. Thí dụ như vậy, tôi muốn lập trình chương trình chẳng hạn, dạ đây là giả sử đấy, tôi hãy viết chương trình, viết chương trình trong ngôn ngữ nào đấy, ví dụ như ngôn ngữ Python chẳng hạn, minh họa một cái giải thuật nào đó chẳng hạn, thuật toán gì đấy, thầy cô mà biết có thể có ví dụ như thuật toán của người lớn đi, cho Fulkerson tìm luồng tối đại chẳng hạn đấy, trong cái đồ thị vô hướng có trọng số chẳng hạn. Rất là một câu hỏi rất là lôi thôi như vậy thì nó cũng biết ngay, nó biết ngay chương trình cho mình. Đấy, chương trình trong ngôn ngữ Python thì nó viết ngay. Đấy, mà mình copy vào mình chạy được ngay, ngôn ngữ nào cũng được. Đấy, ví dụ thế. Hay là ví dụ thầy cô lại muốn hỏi một cái câu hỏi khác, ví dụ như là hãy tạo cho tôi, bây giờ tôi muốn dùng cái khác đi, không muốn làm cái phức tạp này nữa, tôi muốn hỏi là hãy tạo một bức một hình ảnh, tạo hình ảnh thôi, không cần một một, một nữa, tạo hình ảnh một học sinh ví dụ như 13 tuổi, tại vì cái lứa tuổi đó mệt mỏi vì sử dụng điện thoại thông minh ngồi bên bàn đầy sách vở. Đấy, ví dụ thế chẳng hạn, thì nó cũng tạo ra cho mình những cái hình ảnh, nhưng mà chúng ta không thể dễ dàng chúng ta tạo ra được. Đấy, thì mỗi một lần như vậy thường thường nó tạo ra 4 cái hình ảnh mà mình có thể lựa chọn và mình có thể bổ sung. Ví dụ muốn thêm một cái tách trà gì đấy, muốn thay đổi phong cách thành nữ hoặc nam gì đấy, đấy ví dụ đấy, thì đây là cái hình ảnh minh họa cho một học sinh mệt mỏi học hành đấy. Thế nếu mà mình bảo rằng là học sinh này trông nó tây quá, thì bây giờ mình lại cũng đưa ra cái này, thì một học sinh là Việt Nam thôi, bởi vì trông thế này nó có vẻ không phải giống người Việt Nam, thì mình bảo thế này một học sinh Việt Nam 13 tuổi đấy, 13 tuổi mệt mỏi trên bàn đầy sách vở. Đấy, thí dụ thế chẳng hạn. Đấy, thế thì bây giờ nó cũng tạo ra cái ảnh đó. Đấy, thế nhưng mà bây giờ cái hình ảnh của cái bạn học sinh đó thì lại giống cái dáng vẻ của cái bạn học sinh người Việt Nam hơn. Dẫn nhìn học sinh Việt Nam đấy, ví dụ bạn này thì có vẻ giống người Việt Nam hơn, mệt mỏi mắt này lờ đờ mải mở cửa mở sách ra, nhưng thực ra là điện thoại đấy.
Tức là ở đây quý thầy cô thấy họ giao tiếp với mình là bằng tiếng Anh. Đấy, tức là máy tức là cái yêu cầu của mình là được giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhưng còn mình là người Việt, mình gõ tiếng Việt thì nó dịch cho tiếng Anh để nó xử lý. Xử lý xong nó quay trở lại, nó giao tiếp với mình bằng tiếng Việt. Đấy. Thì đây là công cụ thứ hai, thứ ba mà giới thiệu với quý thầy cô, đấy là Copilot. Ở trong một trong những cái thành phần của Bing, cái phần search là giống như bình thường, là search bình thường. Đấy, và đây là Copilot, thì cái đấy là chúng ta cũng hình dung là cái Copilot đấy. Thì trong cái trang đấy chúng tôi cũng có hiển thị cái công cụ gọi là bing.com gạch chéo Copilot đấy. Để thầy cô có bing.com thì trong đó nó có Copilot rồi. Thầy cô thể tạo ra những hình ảnh.